Đây, để anh mượn tay nha. Ok, giờ cái quan trọng là cái như vậy ha. Cái trước hết là thường thường cách nó vô thì em nên kiếm một cây em đụng cái da của người ta ra. Tại vì cái da này khi mà em đụng ra đó, cái đó quan trọng là cái da của người ta nó phải sạch. Tại vì mình làm á, những cái này mà nó không sạch á, em đắp bụi rồi cái em vũa đi, nó có thể là bị cho người ta bị chảy máu, hoặc là nó làm cho cái móng của người ta nó bị liếp rất là mau. Mà cái trường hợp mà tất cả những người mới vào nghề là cái đó là cái ai cũng vướng phải là cái lifting. Đâm ra là cái quan trọng là mình làm sao đừng có để bị lifting. Đây. Thì cái này là em nhớ em phải đẩy cái này ra, em đầu tư có một cái giống như thế này để em đẩy nó ra. Sau khi em đẩy nó ra thì nó có những cái đồ nghề nó giúp cho mình nữa, để mà nó hỗ trợ, nó giúp cho mình làm cho nó được tốt hơn nữa. Em thấy nó dằn ra như vậy. Rồi sau đó này ha, anh sẽ dùng cái đầu dũa của anh. Thì nó có cái đầu dũa này, hoặc là nó có mấy cái đầu dũa khác nữa. Nó sẽ giúp là em sẽ đẩy này, em sẽ đẩy lại này. Dũa nhẹ nhàng thôi. Cái quan trọng này em không cần phải chạy nhanh, em chỉ cần chạy chậm để em đẩy thôi. Em lấy nó ra giống như đó cho anh. Rồi. Giống như cái vòng chạy dũa là đúng cao rồi. Nhất là number 10 như vậy, mình chạy cái number mấy? Number 2 thôi em. Number 2 thôi. Cao nhất là number 10 thì em chạy khoảng như number 2 thôi. Dạ. Vậy là vừa ha, chứ không cần phải chạy quá. Dạ. Rồi. Cái nữa là cái đầu dũa này. Đầu dũa này nó là diamond square. Nó thay thế cho giấy nhám. Em không cần xài phải giấy nhám. Giấy nhám nhiều khi em chạy nhiều khi nó cũng làm hư móng của người ta. Rồi. Rồi đó. Em sẽ chạy vô này. Thấy em đẩy, anh đẩy cái da của người ta ra chưa? Nhưng mà anh không có dùng nhiều sức đâu, anh chạy rất là chậm, em thấy không? Này. Nhưng mà em nhớ là anh chui vô cái khe này. Đi qua cái khe này. Em lấy từ trên cái góc này nè, bắt đầu em đi từ đây này, đứng lên cái cầu, đứng lên này, em đi từ đây đi ra nè. Nguyên vòng tay phải chữ U. Đúng rồi, em đi qua bên đây thì em nằm cái thằng này xuống không còn cong lên nữa. Và em sẽ nằm xuống, em sẽ đi chạy qua đây. Qua bên đây em đưa đằng này đứng lên lại. Và sau đó em sẽ đi chạy vòng cong trên đây. Okay. Lúc mà em vũa là em vũa một one way. Chứ đừng có vũa trà lại, mình trà qua trà lại nó sẽ bị nóng tay người khách. Hiểu không? Ok. Chỉ một bên phải qua bên trái. Đúng rồi. Thì một cái way của em cong ra như thế này. Hết qua ha. Này, cả nhà những người nào mà học basic vào đây coi nha, cái này rất là tốt cho những bạn nào mà đang học basic này. Rồi tiếp tục ha. Này, đi này ha. Và em sẽ cái tay này này em kéo da của người ta ra cũng được này hả giờ. Đó, em đi nó lên. Cái tay này là quan trọng nhất, là khi mà em làm việc cái tay này của em support ở đây. Có điểm tựa. Em có điểm tựa, tạm thôi là em làm một hồi tối bị mỏi tay và mệt. Mà mình khi mình cầm như vậy này, mình làm hai cái vai của mình về nhà mình đau vai. Để cái tay xuống. Tay này cũng đây này cũng có cái điểm tựa, nhiều lúc cần rất là điểm tựa. Đa số lúc nào cũng có điểm tựa hết. Nhớ là hai cái ngón này hoặc là ngón này em giữ vào đây. Nó có cái thế. Em đi cái thằng này cho anh. Cả nhà các bạn là hello các bạn này, thấy không? Ôm nó vô đúng không? Đó. Và tiếp tục này không? Các bạn thấy không, mình kéo da người ta ra như thế này là mình đi nó vào là mình nằm xuống ở ngay đây, mình đi hết cái vòng cong đó. Và mình đi qua bên đây, mình đi sát cái thằng này luôn. Đó. Như vậy nó thì nó sẽ tránh cái tình trạng bị lift ra hết, mà cái bột nó cũng sạch nữa, thấy không? Rồi. Bắt đầu mình đi qua ngón thứ hai nhé. Đây. Tiếp tục là cả nhà nhìn thấy mình kéo da người ta ra này hả, mình đi nè. Đó, đi này, đi nhẹ này, đi cong này, đi ra ngoài này. Thấy chưa? Một cái RPM rất là chậm. Không có mạnh, không có gì hết. Cũng xài cái reel không phải number 2 thôi. Cũng vậy thôi. Number cẩn từ 2. Thí dụ về thì em cứ tính đi từ 10 thì em để 2 thôi. Đừng có để nhiều, mà chạy nhẹ nó đi nè. Thấy chưa? Nó giúp đỡ mình nhiều lắm, thấy không? Đi vòng cong này, thấy chưa? Đó, đi vòng cong này. Cái đầu này thay cho dũa nha. Anh thay thế cho giữ nhám. Anh không xài giữ nhám tại vì anh xài thằng này không. Đưa nó đi.
ha. Đó, coi như là mình xong, còn là cái đó là em xong cái khâu mà làm cái đó rồi ha. Đó, vừa bụi đi ha. Yeah. Rồi sau đó em sẽ dùng cái đầu dũa này em dũa này xuống để em gắn tiếp vào ha. Yeah. Dũa sát xuống để hết để gắn tiếp giống gì hết trơn. Cái gắn tiếp cũng là một cái khâu quan trọng ha. Dạ. Yeah. Ừ. Cái Facebook của em có Facebook không? Em có. Đưa đây anh làm cho anh chị, tại vì em cần phải giữ, em muốn giữ lại cái live này đó, anh phải làm vậy giống vậy. Oh. Em vô. Thôi, em không có rành lắm về công nghệ. Đây này, không sao. Yeah. Em có Facebook này. Yeah. Hello Phúc em. Rồi bây giờ ra em search David Hoàng đi nha. Dạ. Yeah. Cái xe này anh đang làm này, học basic dashboard này, tay em này không? Thấy tay yeah. em không? Dạ. Yeah. Ok, em like cái này đi ha. Phải bấm like. Và anh sẽ bấm share luôn. Em share cái này nó về trong cái trang cá nhân của em. Yeah. Thì tất nhiên là em anh sẽ up sẵn về cho cá nhân. Thì nó nằm trong cá nhân của em. Tại em lúc nào em lên mà em tìm ra cái tên mà David Hoàng. Dạ. Yeah. Là nó sẽ có những cái video này cho em coi. Dạ. Yeah. Em thấy nó thì nó có hết. Có coffee rồi Phúc ơi. Em Phúc em có đi ghé qua Starbucks không? Em ghé qua Starbucks giùm cho anh. À, nếu mà em Phúc ơi, nếu mà em ghé qua Starbucks á. Em lấy cái triple espresso. Để đánh vô đây cho em. Anh mới thác cho dư cái message của em á. Tại anh đang làm live đâm ra anh không tác việc, anh coi trong cái message anh mới thác dữ thấy. Ừ, ok, mình xin chào cả nhà, mình tiếp tục mình hướng dẫn lại cho cả nhà biết ha. Mình đang hướng dẫn cho cái cô này, thì cô này là mình đang dạy về cái basic nhất cho những người mới vào nghề, những người đang cần học đi học một. Thank you em. Rồi, sau đó là cái khâu gắn tiếp cũng là một cái khâu rất là quan trọng. Em cứ nên nhớ là khâu gắn tiếp đừng có đi theo cái móng của người ta. Mà em phải đi theo cái ngón tay. Thì em cứ để ý cái ngón tay của người ta nó như thế nào này. Từ giống này đi ra, trong này đi ra, trong này đi ra. Từ ở đây này, em đi ra thẳng cho anh như vậy. Thì em để cây này như vậy. Yeah. Thì tất nhiên là cái gắn thiếp nó sẽ đi thẳng, đi theo giống như vậy luôn. Yeah. Thì nó mới đúng. Nếu mà mình đi xa đó, đi sai đó thì nó ra. Trước khi gắn thiếp thì cái móng thật của mình chừa khoảng một chút xíu trắng thôi thôi. Chút thôi, không cần nhiều. Đúng rồi, em cần chừa chút xíu anh thôi. Quan trọng nữa là cái móng, khi em bỏ cái móng vào đó, cái móng này là một là nó bằng cái ngón tay, hai là nó to hơn, đừng bao giờ làm nhỏ hơn ha. Hello nè, thấy không, đưa nó vào, chịu khó, đừng có khỏe không? Không em ạ, khỏe anh. Lâu lắm rồi anh. Lâu rồi, 3 năm rồi. Ba năm rồi quay lại. 3 năm mới quay lại. Quan trọng ha, nhớ là khi mà đưa nó vào này đó, thì lúc mà em gắn cái thiếp vào đó em giữ này, thì em nhìn á là em nhìn cái này làm sao bằng glue luôn. Em nhìn từ ở đây em nhìn thẳng ra cho anh. Thâm ra là không, cái thiếp cái gánh móng là đi về giống như vậy, để thẳng ra như vậy. Ủa, chai dip mới của anh ạ. Chai này chai dip không cần activator đó. Không cần activator luôn. Đúng rồi. Được. Ngon lắm. Ngon lắm luôn. Mua mẹ mà chai này, mày mua mấy chai về Việt Nam rồi. Ngon lắm, xài ngon lắm. Ngon, không cần activator. Mà bằng hoặc dư không được thiếu. Một là em bằng, hai là em dư, em không có thể nào em làm thiếu được. Em nhìn em thấy chưa? Từ trong này em đi ra. Cái này mà thí dụ bây giờ nó chỉa lên thì em cho nó chút xíu glue vào đây cho nó dính chết trong đó luôn. Ha. Tiếp tục. Mà cái quét vào nó cũng dày, xong nó cũng cover được cái lớp mấy luôn. Cũng tiện. Khỏe. Chị ơi. Cua cho thằng năm chai. Thấy nó méo không? Nó méo. Trước cái ngoài sao nó đâu có tan ra mà chụp của sao quả. Nè, thấy không? Để cho nhìn em mấy chai trên super. Hôm nay sale rồi, đúng rồi, em lấy nay hôm nay sale. Hôm nay tất cả mặt hàng của Chiso có sale. Ồ thế à. Được 10% off. Đến ngoài tổng giám đốc đến. Nói sớm vừa nó vừa mua mấy nghìn sao. Để đó. Tại sao không nói, không dặn cho em đến sớm?
Thôi bây giờ thơ lỡ rồi thêm mấy ngày nữa. Em đi xả là mang đồ ra giả lại đúng không? Mang đồ ra giả lại mua được hôm qua, hôm nọ vừa mua xong rồi vẫn còn bị ship rồi. Để hôm nay được mua giảm giá. Ừ. Vừa mua mấy chai bay với cả clear, vừa mới mua hôm nọ. Mua một hũ clear kia to về một thùng. Hôm nay có tổng giám đốc đến rồi mà CEO đang ngồi đây sẽ được giảm giá nhiều. Mấy màu tím này cũng đẹp lắm này. Để thêm mấy cái màu xanh tím. Mấy cái màu glow in dark cũng đẹp lắm, cái màu đó. Mấy cái màu đó bây giờ đang vô mùa đó em. Vâng. Cái màu đó bây giờ đang là mùa xuân, nó có mấy cái màu đó hot lắm. Nó pastel, người ta thích. Có cái màu nào là màu nó ten không mà anh? Có ten chứ, em có đây này, em coi trong trong đám này có một số màu ten trong đây. Ok. Hay là cái màu này sao lại 71 đây này, em thấy. Ô, ừ, đẹp, sao là 71 đẹp. Ừ. Phải mua màu 71, màu 35 nữa. 71, 36, 71 rồi. 71 là sẽ cover tất cả các màu. Màu 35, màu lợt làm kinh hoài đó. Đúng rồi, hoặc là em lấy OM14B, nó cũng đẹp. Em mới lấy mấy cái màu 8B với cả mấy màu. Ồ, em 8B cũng ok, cũng được. Vì anh em vừa nói màu 71 với màu 3 mấy? 36 đi. 36, 35 gì tùy theo nó cũng ok. Chưa có coffee Phúc ơi. Mua coffee đi cho thầy đi. Phúc qua đây nguyên ngày chút xíu ra giờ đó. Ừ. Phúc mê ngoài nữa. Thật mê. Nó dễ thương lắm. Phúc nó dễ thương lắm. Lần nào tới là nó cũng có mặt đây cả ngày. Tối hôm qua cũng vậy. Nay thấy người thật. Trước giờ em coi trên YouTube của thầy. Nay được thầy nắm tay. Coi cái YouTube mà mặc quần không, mặc áo không, mặc quần. Mặc áo sơ mi không, bằng quần. Ở nhà lại áo sơ mi mặc quần. Mặc áo sơ mi mà mặc quần đùi. Cho nó đúng. Mặc quần đùi. 10 chai ơi. Hả? Mỗi chai xì xào đó đó. Lúc đó ở nhà làm live stream. Mỗi cái chai này nè. Vâng. Để cho em cái màu này này, kêu cái màu này cái coi. Màu nào? Màu đó sao lại 71 em? Đây cho em 71, 3 sao lịch 71 nằm đằng kia kìa. 71, không sao cái màu 71 ở đây nhìn trong ngồi thế nhỉ? Sao? Nó dày đó, đắp nó ra. Mình không ra nước sơn. Có chứ, từ rừng ra nhưng mà ra hơi bị chậm. Nhưng phải chắc đúng không? Ừ, ra hơi bị chậm. Nó đúng ra là hồi lần đầu tiên có một lần ra xong cái bị lỗi. Giờ tới giờ sợ luôn, bây giờ không ra thì cũng phải từ từ. Chắc phải mình test lên test đúng. Ờ. Thì list bàn tay của gì, của mắm là gì? Bạn em nó ở Việt Nam gọi thì tên biết... là mắm. Ô trời ơi, sao lại biết? Ủa, nó bàn tay của mắm là ai? À, mắm là mắm, không biết mắm đâu có dấu. Mắm hả? Sao biết mắm hay dữ vậy ta? Ở Thi hôm nay sư phụ làm biết phải làm gì? Bột anh đắp bột. Anh đắp bột cho anh cho cô model này đang học đắp bột, học basic, đang bắt đầu vô ấy thôi. Đang bắt đầu vô học thì anh sẽ chỉ cho em. Thì anh vũ hai ba loại xếp khác nhau. Dạ, để cho em học được cái xếp nhọn, xếp ngắn, xếp dài. Nhưng mà đứng sau nha, đánh ngắn dài chút xíu là mình đứng sau đi ha. Bạn em mà thì bởi vậy anh mới nói là trời, anh không biết là ai mà tưởng tượng là kêu anh làm mắm ấy chứ. Nó có nhiều, nó nhiều cái xếp để cho mình làm cho nó giống nhau ha. Cái rớp lông của em là cái xếp có phần. Rồi, có phần là đa số là hình như là 10 10 người là bị lệch bên nào thì chỗ bên kia ngược lại nhiều hơn thôi. Dạ. Nhiều người bị xếp có phần lắm chứ không phải riêng mình em đâu ha. Xếp có phần, xếp almond, xếp nhọn, xếp nhiều người làm xếp square nữa. Em ở trên bàn sao thì chỉ tính tiền vậy thôi à. Chị đâu có biết em lấy bao nhiêu hũ. Ok, các bạn chú ý ha, mình sẽ làm mình hướng dẫn cho cô model này đó. Mình sẽ làm 5 cái xếp khác nhau nhé. Để cho cả nhà thấy được là cái xếp nó khác nhau, nó vũ như thế nào mà nó làm như thế nào. Ok. Như xếp thì vô đây em. Cần xếp thì phải vô đây gặp anh. Tại vì xếp nó cũng khá quan trọng. Rất quan trọng. Ừ, khá quan trọng. Tại vì nhiều khi vũa không đúng nó ra. Nào.
Cái này là cái set nhọn ha, anh sẽ cắt theo kiểu này để anh làm set nhọn. Yeah. Okay. Cái coffin em giữ như thế này. Yeah. Cái này thì anh sẽ làm một cái almond như thế này. Okay. Này em sẽ làm set square. Thằng này anh làm bắt chước giống như nhau. Này đây em cắt em. Rồi ok. Các bạn chú ý ha. Bây giờ có cái quan trọng lắm là nằm ở ngay chỗ này này. Cái xếp. Lúc mà mình vũ cái xếp ha. Đây. Đây cho mỗi người cầm cây vũ đi. Để mà mình dạy cho mỗi người các cách vũ khác nhau. Mỗi người cầm cây đi ha. Chờ anh cấp. Anh đi lấy vũ. Dạ. Tại vì nếu mà mình không biết cái cầm cái cây anh biết em cần xài chỗ này. Cái này tác dụng là điếp. Nó tác dụng là thay glue. Glue luôn. Này. Nếu mà em không cầm cây vũa mà em vũa thì em không biết là em sai chỗ nào. Rồi, thì anh tại vì sai chỗ nào thì anh mới chỉ làm chỗ đó. Rồi, cái lấy xếp rất là quan trọng ha. Thì em cầm cái tay xếp nè, thấy chưa? Cầm nè, nha. Cái vũa này để vô là để đâu? Đứng ngay đây này, tượng ngay đây này. Vũa thẳng nè, thấy chưa? Không giật ra, không giật vô. Yeah. Mà không kéo. Dạ. Yeah. Không có xoay sở gì hết tất cả. Yeah. Để đâu là nằm đó là chỉ một đường là một đường thôi. Là em bắt đầu đợt 3 từ ở đây và em tới đây là em đứng lại rồi. Yeah. Thấy chưa? Nhìn nè. Này đó. Sau này em đứng lại này thấy không? Yeah. Bây giờ. Hello chúc hồi em. Hello Sally. Hello my friend. Sau đó này, tiếp tục này cả nhà nhớ share cái video này ra cho những người mới vào nghề học nha. Các bạn và các anh chị và các em nhớ xe dùng cho anh nha. Tiếp tục lại ngay bắt đầu từ ngay đây nè, thấy anh để cái vũa ngay đây không? Yeah. Thấy góc này không? Yeah. Anh vũa ngay đây này. Thấy không? Anh làm giống như một cái cưa thôi. Em thử, anh thử vũa tay anh thử coi. Em để cái đó sai rồi ha. Đây này em coi. No, không phải luôn. Em coi này. Cái vũa của em là phải nằm giống như thế này. À. Mà em đừng có ghi dấu quá. Em đừng có... Em đừng có mua qua around. Em nhớ vũa thẳng cho anh. Như một cái cưa làm lại cho anh coi. Như một cái cưa. Như một đó đừng có mua. Cái sâu đầu em nằm thẳng. Em cứ vũa thẳng như này. Em cứ nhớ là thẳng càng thẳng bao nhiêu tốt bao nhiêu. Rồi, ok vậy đó. Này em thử làm cái tay này cho anh coi. Vũa thẳng giùm coi. Sai rồi. Nè, đó đi vô đây. Nằm như vậy. Ha, rồi một đường như một cái cưa đi tới đi lui. Đúng rồi, như một cái cưa đi tới đi lui. Mình không có di chuyển. Tại vì đa số là ai cũng làm bị cái lỗi là tại vì đặt cái cọ vô sai. Và lúc vúa đó là di chuyển bị hơi nhiều. Đâm ra là em nhớ là một đường thẳng là em cứ thẳng cho anh thôi. Như thế này. Rồi, khi mà đúng rồi, khi mà em muốn mua vúa ở dưới. Hello Tony em. Khi mà muốn vúa ở dưới thì mình sẽ nằm, mình sẽ đưa cái tay người ta lên như vậy. Mình sẽ nhìn vô, mình sẽ để vô vậy này. Thấy không? Động tác cái gì cũng vậy hết. Nhẹ. Mình, tại khi mình đè mạnh vô đó thì có thể là mình đè mạnh vô là có cái khi mình đè vô này thì em sẽ bị vuốt mất cái góc này. Nè, nhớ là mình đi thẳng, mình cho nó tự nhiên. À, mình cho cái pha nó tự nhiên. Đó. Tiếp tục ha, cái đó là cái xếp coffin. Bây giờ qua bên đây xếp nhọn này, nhớ này, kéo ra này, thấy chưa? Thẳng vô này không? Thấy anh một đường đi không? À, có bên đây cũng là một đường đi này, thấy chưa? Đấy là vuốt vuông góc luôn đúng không? Chứ không vuốt kiểu tròn tròn nữa đúng không? Không. Đừng có giật tới giật lui. Không có nghĩa là không vuốt tròn mà vuốt thẳng luôn đúng không? Thẳng luôn, đúng rồi. Vũa là một đường thẳng thôi này. Là một đường thẳng luôn. Này em thấy không? Tròn. Không, không có vũa tròn vô như vậy. Yeah. Em là một đường thẳng cho anh. Rồi. Thấy không? Đó. Này, bây giờ qua bên đây cái xếp này là xếp khác nữa này. Vô này, thấy không? Thấy không? Thấy vô không? Cái này là cái ao mình này, thấy không? Em thấy anh vô chưa? Anh vũa xếp là anh nhìn ở trên đây, anh nhìn xuống, anh coi là anh cần phải vô bao nhiêu. Bên đây anh cần vũa xuống thì anh sẽ nằm thằng này xuống như thế này. Và anh sẽ nằm thằng này như thế này. Thấy chưa? Rồi em vũ xếp nè. Thấy không? Rồi sao bây giờ anh chỉ cần đi cong thôi nè. Thấy chưa? Yeah. Nhẹ nhàng anh sẽ ra cái xếp cóp. Anh sẽ ra cái xếp almond rất là đẹp. Đó. Nó rất là quan trọng ha. Rồi. Bên đây thì cái bên này cũng vậy luôn. Mình muốn làm square. Thì mình sẽ vũ thẳng này thôi. Thằng này nó là square thì mình vũ thẳng thôi. Hiểu chưa? Mình không cần vũ bên ngoài đó. Mình để ngoài này đây. Mình double ra cho thành cái square. Còn cái thằng này mình sẽ làm cái ao, làm cái shape round. Thì em thấy không? Anh đi cong đây, nằm ở dưới này. Ở đi ở dưới này. À thấy không? Cái thằng shape round này nó vũa hơi, nhưng mà lúc nhớ là cầm cái đầu vũa cầm trên này thôi, không có cứng,
cầm cái dũa để cho nó có cái thế nè. Đó. Thấy không cả nhà, thấy chưa? Đó. Cái bột chi sầu của mình là cái bột nó rất là dẻo nha, rất là dễ làm. Đó. Đó, thì em có 4 cái shape khác nhau, 5 cái shape khác nhau ha. Không thay đổi. Màu này là màu chocolate ạ. Đâu đen. Không, màu này là solid 5, nó đen á. Đen. Ừ, nó đen. Ừ, đen, hơi đen đen. Ừ. Quá xuất sắc. Này, tiếp tục không các bạn chú ý lại nhé. Đây. Để cái dũa nằm bằng ngay đây. Đây. Thấy chưa? Ừ. Đi tới đi lui này ha. Thẳng đều này ha. Không có di chuyển, nằm đâu nằm yên đó. Tiếp tục này, nằm đâu nằm yên đó, nằm đâu nằm yên đó. Mình xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay mình đang có mặt ở ngay tại Kelly Day Supply này đó. Hôm nay mình có show ở đây nha, ngắm đây ngày cuối cùng nha cả nhà, ngày mai mình bay về rồi. Thì đâm ra là có những bạn nào ở gần thì nhớ chạy tới liền nha. Từ giờ tới tối, tới 7 giờ tối nha. Hello Tuấn. Khỏe không? Hả? Tiếp tục nè. Hôm nay có sale. Làm thôi. Dậy đụng lắm hết đây nè. Tới đây đi chỉ cho. Nè, thấy không bạn, thấy không? Ôm nó vô. Ok. Rồi, tiếp tục bên đây nè. Nó giống như là cái xếp ao mình này, đưa vô này, thấy chưa? Rồi sau đó em đi cái chung quanh cho anh này, thấy chưa? Đó. Tới đi lui. Phần này thì mình sẽ làm cái xếp square đi, ok. Đó, nó ra giống như nhau. Còn đây thì mình làm cái round rồi, mình chạy round thì nó chạy như thế này. Hello Tuấn, hôm nay là anh đang dạy basic nha Tuấn. Anh đang dạy coi như là basic nhất. Càng basic càng tốt. Tại hôm nay anh chỉ hướng dẫn cho cái cô này đang học nghề. Thì đâm ra là anh sẽ chỉ cho cô cách dũa xếp, cách dũa cuticle. Và cái cách mình sẽ học cái cách lấy bột. Mà làm càng basic càng tốt nha. Đây. Rồi sau đó coi nè. Đây. Cái mình cần làm nữa là ở đây. Mà cả nhà chú ý ha. Sau khi đó mình sẽ chạy cho nó rớt cái, nó cho nó mỏng cái thằng này ra. Hello, good morning Mỹ Tiên. It's lucky nè, it's nothing I can do em. Lucky that I can it's lucky that I still be able to do live. Lacking is because of the internet, so. À, cả nhà thấy không? Em thấy chưa? À, em thấy không? Thầy chỉ cho nhà về đứng chạy ở đâu này. Okay. Chạy không biết chạy được bay móng rồi đó. Nó chứ chạy nhẹ cho anh nè. Chạy nhẹ cho anh. Thầy chạy chuyên nghiệp và thầy chạy được, nhưng mình không biết về chạy là bay móng rồi. anh có ngày qua Canada không? Phương ơi, anh chưa có. Nhưng mà educator của anh có, educator của anh mà qua bên đi qua bên Quebec á. Thấy chưa? Cái đầu đó là đầu xếp tiền. Chị một bước chạy mà. Ha. Phải bộ điên này nha. Rồi mình mới lo, mình mới bỏ primer lên, mình đắp bột. Thì ở đây mình không có chai primer thì mình dùng bonder tạm đi ha. Về nhà em cũng tháo ra, đâu có đâu đeo đâu. Ok. Hả? Treo nằm đây nè. Này. Rồi. Các bạn chú ý ha, mình tiếp tục mình sẽ đắp bột, mình sẽ dẫn cho cái cô này làm đây thì mình sẽ dùng cái màu đơn giản đi, mình không có dùng cái màu khó làm chi. Mình dùng cái màu solid 71 đi cho nó dễ làm. Đây solid 71 này nha. Đây. Ừ.
không để đâu nha cô nhỉ? Con của OBI đây này. Cái này chung với nó nè. Chơi chị sợ em với nó chung với không? Em với nó riêng rồi. Cái cọ nó bị dính bột nãy đắp cho dính bột xíu cho nó à, nhưng mà cái quan trọng ha, nhớ là cái đây, cốc này này à. Cứ việc đẩy khô hả thầy? Ờ à, em đẩy khô không sao đâu. Một số người ta yêu cầu mình cắt da, mình có nên cắt da cái đó không? À, cắt da thì thực sự đó, cái đó cắt da thì thực sự đó là một cái dịch vụ khác à. Nhưng mà em cắt da thì cũng được, tại vì em cắt da thì em ngâm nước sôi thôi, em ngâm nước nóng thôi, xin lỗi. Em đừng có bỏ cuticle hay softener gì này vô. Dạ. Tại vì em mà bỏ cái gọi là cuticle softener vô đó. Dạ. Là em đắp bột nó sẽ bị lip ra hết trơn. Dạ. À nhớ là chỉ dùng những cái đó thôi. Dạ. Ừ. Không, cái màu chrome. Màu chrome mà ai chu rồi có lấy một cái đó không? Vâng. Tôi chọn một trái. Đó không phải là của OBI đâu nha. Không, vâng, chẳng biết rồi. Đâu rồi à? Cái lì ai chu à? Cái lì ai chu. Hello em. Lấy hai cái ai chu. Rồi nhớ ha, sạch cho sạch sẽ đi. Rồi mình cái này là đắp đây, đắp bột basic đó nha, đắp bột coi như là đang đắp, đắp bột basic nhất có thể ha. Thì em thấy cái da chỗ này, cái da chết đây này, em cắt nó đi cho anh. Tại vì biết sao mình cắt nó đi như vậy đó, thì mình lúc mà mình làm cái xếp á nó tròn, à, thì nó tròn thì nó mới đẹp được. À. Hoặc là khi mình phải, nhưng không là mình phải vũa nó đi. Yeah. Cho nó sạch hết đi thì nó mới đẹp được ha. Hello em. Ừ, khỏe không? Rồi. Còn... cò đắp bột mới đắp loại chỉ được đẹp ăn. Cò đắp bột thì anh đắp số 12. Ừ, số 12, số 14. Ở đây thì như anh thấy còn số 12 không? Số 10 không? Không biết, số 12 không biết. Rồi. Đúng rồi, toàn này là còn số 10 không à. Số 12 cũng hết luôn à. Số 10 này nó hơi nhỏ. Số 10 này thì làm thì sự ra số 10 để làm cũng good lắm á. Nhỏ vậy anh? Ờ, 10 là bên cái này là màu vẽ hả? Màu vẽ đó em, màu vẽ đẹp lắm á. Em đi, em xài thử, em lấy ra em coi thử đi. Rất là đẹp luôn. Hôm nay đang sale đó. Đây là tất cả những cái đồ đinh ngành này có sale hết. Đây là những cái màu vẽ của anh này. Bỏ như đây. Em muốn lấy ra em coi thử. Anh lấy cho em coi. Đây. Đây rồi, bây giờ cả nhà theo dõi ha. Mình cảm ơn thầy, em cũng đang học đây. Ok, cảm ơn. Vô đây coi em Khánh ơi. Nè, nhớ là cái đúng rồi, mình tại vì nãy cái này anh không có bỏ primer. Tại vì mình anh làm xong rồi cũng tháo ra thôi à. Đêm nay anh không bỏ primer vào, thường mình bỏ primer vào thì nó ok hơn ha. Này. Em lấy cục bột nha. Cái quan trọng là lấy cục bột này. Ok. Mình cái tay này mình giữ cái trên cái cục bột này. Yeah. Khi mình lấy cục bột mình kéo nó xuống đó. Yeah. Thì mình biết đó là mình cái control của mình là có bao nhiêu trên đó. Yeah. Này cục bột khi mình để lên nãy giờ này em thấy không? Đó. Nhẹ nhàng này, đi qua một bên này không? Coi nè, ôm nó vô này. À. Anh để ra ngoài từ nãy giờ một lúc cũng khá hơi lâu mà anh bỏ lên anh đắp nó vẫn được này, thấy chưa? Nước thường thôi, nước em ở đây có bán mấy cái nước này, anh lấy đây ra anh làm nè. Ừ. Em dùng cái nước của cái tụi ở đây không có nước chi sò, em lấy cái nước của KDS đó, em làm. Anh ơi em liên lạc anh được không? Chân được chứ em anh, nhưng mà anh đang làm show em đang ở đâu liên lạc anh được chứ, nhưng mà anh đang làm show thì anh gọi, nếu mà em gọi thì anh không trả lời được đâu nè. Theo thì ngay cái chỗ cuticle này em thấy không? Cũng một nhỏ này thôi này, nhỏ này thôi này, do quá mỏng cho nên mình phải thêm. À, em để ngay đây nè. À, em nghiêng móng ở một bên ha, em đừng làm gì hết, em chờ yên này thì em ôm nó sát vào cuticle này, nhẹ nhàng này, không em kéo nó xuống cho anh. Ôm nó sát vào này. Yeah.
Thấy chưa? Đó. Thì mình nhìn ngang qua đó mình thấy là cái sếp của mình nó từ trong này nó đi ra nó cong. Nhớ ha. Cái sếp là rất là quan trọng, phải cho nó thật đều ở chỗ này. Này vô. Rồi. Này tiếp tục lại cục bộ thứ hai này, cả nhà chú ý nha. Làm rất là đơn giản nè. Lấy cái tay để ngay cái nắp bột này. Ngay nắp cũ này. Lấy cái tay để ngay nắp cũ này. Kéo vô này. Thấy không? Cục bột mình lấy lên á, mình đừng có vội bỏ vô cái móng tay liền, mình để cho nó chín đi. Thấy không? Cho nó rớt ra hết. Mà khi cục bột nó chín rồi đó, thấy không? Thì mình mới thả ngay gần cuticle này. Đó. Mình kéo nó xuống này. Nhưng mà một bên này thấy chưa? Chùi gọn ngay tại chỗ. Và mình sẽ vuốt cho cái bột nó nằm vô trong cái cuticle của mình này. Sát vào này. Em nói lấy cái chai nhỏ 3 chai thôi phải không? Dạ vâng. Thế là 3 chai có thể phiêu mùi. Thấy chưa? Đi sát vào này ha. Lại vậy đó đi, anh bỏ ra nó đi. Dạ. Anh sẽ làm cái ấy cho em. Bây giờ cái cục bột nhỏ này anh thả ở đây nè. Dạ. Dạ. Thấy không? Nghiêng móng qua một bên liền này không? Ờ em mở kali hả chân? Lát đó khi mà là tối nay đi cần có cần thì gọi cho anh. Nè. Cái này mình làm cái mình làm cái fence này không? Dạ. Anh kéo nó qua một bên này. Thấy chưa? Đẩy nó lên nè ha. Thì mình bỏ cái màu trắng vô làm fan thôi. Ha. Ok, ok. Hello Tammy. Tammy bán đồ hay bán đồ của mình ấy. Đây này, đẩy vào vô này. Thấy không? Sát vô trong này này. Cả nhà thấy không? Sao sao? Làm gì thì làm. Cái cuticle này nó phải tròn ha. Rồi tiếp tục làm lại nha. Đây, cục bột khác này. Thấy không? Này, thả ngay cuticle này. Kéo xuống này. Nghiêng móng này. Ôm cái bột của bột mình vô sát cuticle này. Ôm vô này ha. Cả nhà thấy không? Ôm vô này ha. Ngày hôm nay chi sổ được 10% off nha cả nhà. Ai mua cái gì thì mua trong ngày hôm nay đi. Ngày mai là nó hết rồi. Phúc chưa có ra nữa em ơi. Phúc đang đi mua cà phê cho anh này. Ôm vô này. Thấy không? Ôm vô này không? Thấy anh kéo không? Thấy không? Thấy cái tay của anh mua qua mua lại nhiều lần không? Kéo bằng cái thân. Đúng rồi. Dạ. Em đè bằng cái thân cỏ cho anh. Dạ. Rồi sau đó em trở lại này. Em lấy một nhỏ này. Cái em thả ngay đây cho anh. Dạ. Thì em chờ một chút xíu, một vài giây. Sau đó em mới đập nhẹ ngay chỗ này. Dạ. Cho nó ôm sát vào cái cuticle. Thấy chưa? Đây, hơi xa gần lại xíu cho bà con coi cho nó dễ hơn đó. Ok, thấy không? 80. Tiếp tục nè, cả nhà tiếp tục lại này, coi lại này. Ok, lấy cục bột ha. Lấy cục bột này thấy không? Ok, để yên đó, đừng có làm gì hết, từ từ ha. Bắt đầu mình bỏ ngay cuticle. Nghiêng một bên này. Chùi cọ này. Em ôm ngay cái này tròn cho anh này. Thấy không? Thấy không? Cái ngón này á, mình làm hơi khác với cái ngón kia chút xíu nha cả nhà. Mình sẽ cách nghĩa tại sao mình làm khác hơn.
vì lý do cái ngón này mình sẽ làm square. Cái shape square. Cái shape square thì mình đè ngay giữa này mạnh hơn chút xíu. Mình muốn ra nó hơi bị flat chút. Để cho nó ra thành square. À, đó. Cả nhà thấy là mình làm hơi lạ hơn chút xíu chưa? Tại vì mình đè ở đây, mình đè ở trong này hơi nhiều. Đây. Đó. Ôm nó vô ngay cái cổ lại này, không? Giữ yên này. Ôm sát vào cái cổ ha. Kéo nó xuống chân. Được chưa? Đó. Thằng các bạn thấy không? Giờ mình đi qua bên đây mình đắp cái ngón này. Không có nick này là anh tôi, anh tôi. Đâu vậy? Sách một vali bột chi sầu về Việt Nam bán là đủ tiền vé máy bay lời rồi. Ủa? Ở Việt Nam bán 25 đồng một hũ. 25 đồng một hộp chai này. Thì anh xách một vali về là em đủ tiền vé máy bay rồi. Hàng xách đây. Mang về có người mua liền. Sao Việt Nam ở... À, mà bên đây em mua đâu con thì có rẻ lắm mà. Thấy không? Một vali thôi là đủ rồi. Thì em về Việt Nam mở tiệm em mua một question anh chuyển về cho em. Ở đây này, thế em trời chuyển về em xách về cho nó ngon. Thấy không? Question là bao tiền ạ? À? Bao nhiêu màu? 600 màu. Rồi bây giờ lên tận 600 màu rồi. Ừ. Nhưng mà mấy màu kim tuyến cũng có dùng mấy mà. Ờ thì kim mấy tuyến màu, thì không dùng nhiều mấy, nhưng mà mấy màu thường. Solid nhiều nhất. Solid thì anh có 260 mấy màu rồi. Màu solid để dùng. Rồi tới không có nhiều màu không dùng. Việt Nam đâu có dùng nhiều màu đâu. Việt Nam mấy cái màu. Việt Nam thích màu solid nhiều hơn. Việt Nam mà màu mấy màu xanh đỏ tím vàng này đâu không ai dùng rồi đấy. À, vậy đó hả? Có chứ. Mấy cái màu xanh xanh này là mấy cái màu này là Việt Nam rồi không ai. Mấy cái màu solid với em OM ấy thì dùng nhiều. Solid nhiều, OM nhiều, hai cái đó là anh bán mạnh nhất. Yeah. Ừ, hai cái line đó là anh bán mạnh nhất. OM mới là solid. Yeah. Việt Nam mà qua lại nha. Không được đâu, làm gắn để nó móng. Ở đây hả? Ở đây chỉ Mỹ đen mới làm mấy màu này thôi, Mỹ trắng nó chả làm. Ừ. Thấy kìa. Dạ. Hả này. Hả này. Nghiêng qua một bên này. Chùi cái cọ đi nha. Rồi em lo cái cổ cho em trước đi nè. Ôm cái cổ cho anh này. Thấy không? Cọ cắt phong trần. Này. Cái cây cắt của phong trần. Họ mới mua mấy cọ rồi. Ừ. Đây. Con này ôm vô này em thấy không? Yeah. Ôm vô này. Vút hai bên cho nó cong. Rồi mấy em đi chơi về Việt Nam chơi vui vẻ. Cảm ơn. Sách đồ về Việt Nam nói rồi, sách một vali bột về Việt Nam là thôi bán là có người mua hết. Chị. Không? Yeah. Em thấy chưa? Đâm ra là em chú ý nè, cục bột thứ hai nè, nó ngay cuticle nè. Đó, xong nằm yên. Liền để cho nằm yên. Em cho nó một thời gian để cho cục bột nó đủ chín. Yeah. Rồi bắt đầu em mới làm việc với nó. Rồi em kéo nó xuống. Ừ. Nhớ làm gì làm, cuticle phải sạch và tròn. Đây, tiếp tục nữa nè. Nhớ làm gì sao làm để cho con bột nó chín trước khi em bỏ nó lên. Này em bỏ nó vô sát cuticle luôn cho anh ha. Buông nó ra. Chùi cọ sạch sẽ. Ôm vô cái cuticle cho nó thật tròn lại. Ôm thật tròn lại. Thấy không? Ôm nó vô thật tròn lại. Đó. Thấy không? Anh tụ nó lên này cho nó lên chút này cho nó lên cao hết ngay khúc giữa. Bên góc này ha.
Cắt cái góc này. Nó sạch đi ha. Rồi. Ăn quay mươi. Không biết đi ruộng là điều nữa. Thì biết là đi ruộng cũng được. Cài ra. Tiếp tục nha cả nhà. Nè, lấy cái bột này. Ha. Con nhỏ nhỏ đây mà đang lấy bột đẹp rồi đó. Thả cái đi cô nè. Thấy vậy. Nó nhỏ vậy chứ mà bóp nó xong cái nó bự ra là nó đắp. Tại anh là thấy vậy lấy lắm. Không mà cái tại vì mình đắp mới là cái liquid mà cái dòng liquid mà liquid nó hơi chảy chảy vậy nè. Yeah. Thì cái cọ này thì nó vừa hơn. Đối với mình nó vừa hơn. Ừ. Giống cái cọ này mà anh lấy cục bụng mà đắp là double chip lên hả? Được chứ, em muốn lắp làm anh cũng đắp cho em hết. Uh-huh. Thì anh lấy cục em thấy lấy nước nhiều hơn thôi. Thì em lý do là cái cọ này nó dài, nó lấy nước nhiều lắm. Ừ. Em chỉ bóp cái cho nó bè ra thôi. Nó nhỏ nhưng mà khi mà em bé nó bè ra nó vừa lắm. Ngon. Anh một ngón dài bao nhiêu anh cũng kéo tới nơi. Mấy cái chai nữa hả? Mấy đang cọc cái flip mà hẳn dùng mấy cái cậy mình muốn á. Chiều mưa bây giờ mình cọ ra. Không nhiều ha. Anh cần lấy màu pin của tháng ôm lên thế đó. Màu pin, tính mấy cái loại pin điện mà đắp ôm lên. Ôm rê hả? Đây này, ôm rê nó có. Anh. Đẹp lắm, đây này, đây có đống nè. Trong đó nó có mấy chục màu nó nằm trong đó. Đây này, hoặc là anh màu anh đang làm đây nè, màu sao là 71 nè. Cái này em làm trắng hồng đẹp lắm. Cái này nè, màu đó. Nó cover cái màu này, nó làm ombre cho tất cả các màu khác cũng được nữa. Rồi làm chi trắng hồng nữa, nó che được hết. Tại nó đục á. Màu nó màu 71 hả? Sao là 71 hả? 71 hả? Coi thử tông nè, còn nó đẹp đó. Hồng fan lên fan nó đẹp. Cái này là cả nhà thấy là mình đắp, cái này là mình đắp square. Mình đắp cái ngón này là mình đắp square. Thì mình lại ngón square nó khác với lại cái mấy cái ngón kia hơn chút xíu. Là mình bè nó ra. Thì mình dụa là dụa tơ tơ giống coffin hả? Ừ, dụa thẳng thôi chứ không phải dụa coffin thì nó hơi ôm vô xíu. Thế này dụa thẳng ra. Thì em bè nó ra như vậy thì nó ra square đều hơn. Tại vì mấy cái ngón kia là anh làm á thì anh ôm nó vô hơn, thì em thấy cái món nào anh cũng ôm như hết. Chỉ có cái thằng square hiện tại bây giờ nó đang cái phong trào nó kêu gọi là taper square, thì là thẳng ra, thì em đắp cho nó bè ra như vậy, nó flat ra như vậy thì nó đẹp hơn đó. Có em thắc mắc cái mỏng họ đắp là mỏng kiểu mỏng chân vịt á, là đắp làm sao anh? Đắp chân vịt thì cái đó là em phải có cái tip của nó. Còn không thì đắp chân vịt thì em phải bè nó ra nữa, em phải đè mạnh nó ra cho nó bao ra ngoài. Giờ này có người đòi như vậy nữa hả? Có không? Có. Có hả? Mày cũng hơi lạ đó. Cũng được chứ không? Đắp thì đắp được chứ. Đắp trên vịt thì em chỉ khó em đắp được ngoài trước. Em bắt cho thịt bè ngoài trước rồi em đắp trong ôm nó vô. Đúng rồi. Anh nhớ là khoảng mấy chục năm trước anh có làm mấy cái đó. Nhưng mà cũng không có nhiều. Tụi xì nó khoái mấy cái đó.
Tại vì hồi đó nó làm cái chân vịt như vậy để nó làm design cho nó nhiều á. Sao lại 71? Bây giờ nó có cái màu sao lại 169 á, cái màu nó đang trending á. Nó là màu nude nhưng mà nó hơi lệch chút. Khách bây giờ đang thích cái màu đó. Sao lại 169? Ừ, cái màu đó đang trending dữ lắm. Hello. Đó, cả nhà thấy không? Chùi sạch sẽ cỏ đi ha. Good morning Thanh Mai em. Thanh Mai không biết có phải là Thanh Mai này ở, Thanh Mai này ở đâu đây? Nhớ cái tên Thanh Mai mình nhớ. Thanh Mai giống Việt Nam. Giống hả? Có em Thanh Mai hả? Hồi xưa mình có không có, hồi xưa mình có cô bạn gái đẹp, tên Thanh Mai cũng đẹp gái lắm. Này cái này thì em Vũ ở đây cho anh Vũ để lấy cái French anh của anh Vũ nó đi đâu thì anh cần phải đắp nữa. Đó. Thanh Mai cười. Mình cái này mình cho cái màu sao là 24 như thì cũng được, ok 24 hay là cái nó có cái màu cả hai em muốn mận gì cũng được, bỏ một lầu này vô đây. Thanh Mai em khỏe không em? Hello em. Thank you em nhiều. Màu trắng này nó là màu trắng mất lâu. Thế nào người ta gọi là shop white anh? Cái này nó gần như shop white nè. Shop white thì nó nhẹ lắm, nó không có thịt là trắng. Nó gọi là shop white. Thì em nhìn em biết liền nè. Đúng rồi, trắng nó giống như trắng gạo đục á. Trắng hơn chỗ đó chút xíu. Tựa giống như miêu kỳ quay. Đúng rồi. Rất là nhẹ, sắp quay miêu kỳ quay là nó. Đúng rồi. Thơm nhiều ha. Bây giờ mình làm kiểu khác rồi. Kiểu trên mạng đại tử mình đang làm rồi. Làm theo kiểu đó coi nó ra như thế nào. Cô vào ở trên luôn. Từ trên kéo hết xuống. Đúng rồi. Đặt kiểu này kiểu khác nữa. Kiểu này thì nó giống với kiểu kia. Kiểu kia thì nó góc hơn. Cái này thì nó hơi chạy chút xíu. Này canh lại. Này kiểu mới sau này. Hồi xưa là kiểu kia này đắp kiểu khác kia.
chị. Hello anh. Bữa nay chi sầu chị. Nó có cái ombre. Hôm nay có show chi sầu. Khỏe không anh? Chào anh. Mấy cái ông này mua cái bộ hộp cái bình mà bóp bóp á, rồi cái máy xịt xịt mua nhóc tiệm á, nó xài hả? Tủ nó cũng dễ mà. Ừ. Nhưng mà rồi mỗi lần rửa nó ù nó làm mấy thằng được rửa nó nó không có lên tà la hết. Chế nó ra hết rồi cái đổ cái aceton vô cái này rửa thôi. Ừ. Dạ. Tại vì cái đó chữa aceton. Ngày qua trên đường đi vô đi giống như bị điên vậy đó. Marathon. À. Khắp nơi nó dồn vậy đó. Ủa, bữa nay ngày nay Marathon nó đang chạy bữa nay. Ồ, vậy bữa nay Boston Boston ấy đó. Trời ơi, khách sạn tụi thấy tụi nó mặc đồ thật tình thể thao á. Sáng sớm mình đi ăn sáng nó đầy trong nó luôn á. Nó chuẩn bị nó đi nó tụi mình nó chạy này marathon, Boston marathon nè. Khắp nơi nó đổ về Newbury. Trời ơi. Đúng rồi. Người ta nó đông xe. Sợ luôn. Người ta tới, người ta đi những tiểu bang khác người ta tới đây nữa, chứ không phải là ở đây không. Khách sạn ngày qua tụi khách sạn nó gọi nó là không còn một chỗ luôn. Bởi vậy mới nói đó, lúc mà anh tới anh book khách sạn á, nó nói là bây giờ nó có vé của anh, nó biết là anh có lấy khách sạn rồi. Mà mình tới lúc đó mình tại vì mình tới trễ. Nó tưởng mình không tới nó đem cho người khác. Đúng. Rồi cái đó chuyện mình đi, nhưng mà nó bắt buộc nó phải tìm chỗ cho mình. Người ngồi trước cửa khách sạn ngồi cứ cửa phòng chờ rồi. Nó cho ai rồi đó. Cái đó chuyện mình đi chỗ khác. Ừ. Mấy người mấy bạn của em mà ở trên đường Newry, ở trên đường Commonwealth đó. À. Là bữa nay là phòng bãi cũng cho người ta vô ở đỡ. À, luôn ở tạm á, đúng rồi, người ta về đây đông lắm. Đúng rồi, bởi vậy mới nói là người ta về đây quá trời đông luôn. Trắng số mấy rồi, trắng số mấy, trắng này không, trắng này là trắng lâu lâu này đó đó em ơi. Cái này là cái trắng này là khi mà buổi tối là nó sẽ lâu này đó. Mà nó glow cái màu tím. Đây này, để anh bấm cho bà con coi luôn, nó glow như thế này. Nó sẽ lúc mà mình ấy là nó sẽ glow, nó sẽ thấy không? Thấy glow chưa? Anh nhìn là mình thấy cái glow không? Dạ, nó chuyển sang màu tím cũng như là hơi cái màu lavender chút xíu. Đúng rồi, nó chuyển sang màu tím lavender, đúng rồi. Dạ. Nó thành lavender. Đúng rồi. Dạ. Nó thành màu tím và lavender. Dạ. Khi mà nó glow này đó. Dạ. Ok, rồi bây giờ cái khâu này là cái khâu quan trọng, tiếp tục lại nha. Lấy xếp, vũ xếp. Cái cả nhà chú ý này, đẩy da người ta ra này không? Đúng không? Cây dũa vẫn tiếp tục cầm ở ngay đây nè, được một đường em đi thẳng cho anh nè, thấy chưa? Trọng tâm là đầu móng rồi đi vào. Bắt đầu từ ở đây là em đi vô này, thấy không? Thì em đi vô, thấy không? Anh thấy cây dũa của anh không? Dạ. Cái vai của anh nó thẳng bon à, anh cứ đi tới đi lui, anh không có thay đổi một cái vị trí gì hết cả. Không có quay qua, quay lại. Đó, mà em cầm á, nhiều khi á, em đừng có đi, tại vì có nhiều người không biết á, cầm cái dũa này mà đi sấn vô đây, nó bị chảy máu người ta. Dạ. Nhớ là phải... làm như vậy này cho nó sạch có đó đi, rồi sau đó rồi mình mới cầm cái đó mình dũa ở đây, ha. Và nhiều khi mình có thể nghiêng xuống xíu như thế này, mình dũa như vậy lên như vậy để cho nó tránh tình trạng đụng vô cái hai cái da trên đó, đó. Ha. Mình phải cà phê thôi, bất nãy uống cái này mình bị ghiền. Em đâu vô uống cà phê đâu, thế em uống mua đại uống chơi. Hả? À, uống hồi đừng tới đây nó rung rồi nha. Dạ. Ừ, không quen là rung á. Thế cũng nặng nặng á. Ờ, ba sót á. Đứng mình buồn, nó nhấp nhấp, không thích, không uống cà phê. À. Anh là sáng nào anh cũng phải làm ly, kỳ á, quen à. Ừ. Uống cà phê là bỏ sáng á. Ừ, nhưng mà anh phải ăn xong rồi mới uống. Dạ. Chứ mà uống xong là khỏi ăn luôn á. Không biết mà. Anh chủ em là sáng uống cái này, cái này còn chưa chứng. Đúng rồi, sáng mà uống cà phê mà uống không ăn là ăn uống nó trước là lâu quên ăn luôn nha. Em thấy cái trọng lực của cái có phần thì ở ngoài đưa vô, còn cái dạng này thì ở trong đi ra. Đúng trọng rồi. Lực ở trong đi ra. Đây này ha. Dạ. Mình vô này ha. Vô đây, cong đây. Dạ. Xíu này.
đang đi làm này nó tròn. Cái ngón này là anh làm coi như là đủ đủ xếp khác nhau, còn thằng này là cấp, thằng này là thằng square này. Dạ, nhìn square nhìn size, square dạ. Thì em vuốt thẳng ra cho anh thấy chưa, cái vuốt nào cũng vậy hết, chỉ là một đường đi thôi. Anh thua là lúc mà mình đặt cái vuốt nó xuống như thế nào. Dạ. Yeah. Đó. Ở dưới này, ở đây cũng vuốt ở dưới này. Đó. Thẳng đường ha, thẳng ha. Ok. Đẩy da ra này. Đẩy ra ha. Hello Tiger, khỏe không? Khỏe không brother? Facebook của anh là chi đó? David Hoàng. David Hoàng. Em có chưa? Chưa, chắc là em đây. Đưa làm chưa, làm chưa? Follow chưa? Mở đi, là nghe mới làm cho. Làm follow luôn rồi để mà vô nó like rồi. Sao em coi trên điện thoại của em được giống vậy? Mở máy lên đi, mở máy lên đi. Rồi, nhìn nãy nay anh có làm cho em chưa? Anh có làm rồi, giờ nhìn vô cho. Nè, của chị đang có nè. Để cho em coi mặt. Chị muốn coi mặt luôn không? Để em quay mặt cái. Dạ, thôi thôi. Cái mắt gì anh? À, đấy đó. Chị có của anh không? Tại vì anh hai cái Facebook nha. Cái mặt của anh hả? Cái này hả? Yeah, còn cái này nè, cái này, yeah, cái này thì em đâu rồi, cái này em vô đây đi, em following rồi, rồi xong rồi, đó, đây, okay. Đây, đây. Cái đó là thêm một cái kia nè, okay. Thêm cái Hoàng Việt Hùng, anh là David Hoàng á, đúng rồi, coi live stream anh nhiều mà, ồ vậy hả, lần đầu tiên thấy mặt ha, em hạnh phúc, anh may mắn được thầy từ xa nắm tay, chứ thì lên đời luôn á. Nhớ nha, dạ, lên nhớ luôn, luôn. Dạ. Đây, dạ. Thay đổi luôn, phải thay đổi, dạ. Đổi mới chứ. Về là kỳ này là phải lên nha. Dạ. Thấy cái vũa xếp không? Thấy anh làm không? Anh có chiều rồi. Một con đường đi của anh này, thẳng này. Ok. Này, ôm dưới. Nhẹ nhàng vô. Anh có dưa chứ anh? Không, một đường dạ. Thôi. Một đường đi thẳng vô thôi. Xếp lớn vậy hỏi, xếp lớn có vợ gì kìa. Chị này. Vũ bao ngon. À có chứ. Làm rất là tỉ mỉ. Nè. Dạ. Thấy cầm cái vũ không? Dạ. Một đường đi nè. Thấy chưa? Em một đường đi không? Một đường đi luôn này ha. Nhưng mà nó có một cái chiêu này thì nó hơi cũng khá ngon. Cho những người nào mà làm móng lấy xếp. Đây là cũng có một cái cách để lấy xếp. Cái này là thường thường, thí dụ mình làm 10 ngón cùng ấy với nhau hết, thì mình sẽ lấy xếp, mình lấy xếp bằng cái thằng này ha. Sử dụng cái đầu dũa giấy. Dũa giấy đó mình lấy xếp. Cái đầu dũa giấy này chỉ dùng để lấy xếp thôi, chứ không làm gì hết. Rất là ngon. 10 ngón ra 10 ngón y chang nhau. Cái nào, cái nào, cái này hả em? Sending band thôi mà. Thấy không? Thôi em vô ha. Thấy chưa? Em chạy từ ở đây này, em chạy đến tới đây đứng lại này. Dạ. Đừng vô sâu hơn nữa, vô sâu là anh sẽ ăn vô cái giấy người ta. Đòi hỏi cái kỹ thuật là phải cầm máy cho chắc. Cầm phải cho nó cứng tay. Vững. Ờ, à, nhưng mà cái đầu này là nó chỉ là ấy thôi. Đầu này là chỉ đầu medium hoặc là fine thôi, đừng có lấy cái đầu coarse. Nó sẽ bị dằn. À, cái đó là cái chiều lấy xếp lại đây. Cái đầu nhám giống như đen đen vậy nó xài được không thầy? À, xài được, xài được, xài được chứ, nhưng mà nhớ là medium thôi. Dạ. Đây, vô giữa màn hình. Hello Tùng em. Nè, cái chiêu này nhiều người làm ra nhiều tiền lắm á. Thầy biết sao? Tại vì thí dụ mà mình chạy nguyên một ngày, mình đang chạy khách trong một ngày đó. Mình không có cần phải lấy cái dũa này, mình dũa nhiều khi nó mệt, nó mỏi tay quá hay là lâu quá. Thì mình chơi cái thằng này vô này. Đó. Đi thẳng vào. Thấy không? Thấy không? Bên này nè. Có bông neo đẹp hả? Có bông neo đẹp hả? Ngắn xíu đi, anh làm cho. Ngắn dài cũng được, anh làm cho. Chuyến này vịt thành Thiên Nga rồi chị ơi. Bộ này em này thành Thiên Nga luôn á. Anh nói em rồi, cái này là em phải lên nè. Dạ. Giờ em phải lên nè. Dạ. Thấy chưa?
Ừ. Phải không em? Anh ơi em khỏe không? Trời ơi em đi về Việt Nam không mà em cứ em cứ về Việt Nam em đưa mấy trái cây lên là bên đây mỗi buổi tối anh lên anh thấy em chảy nước miếng. Nhìn mấy trái cây nhìn chảy nước miếng. Ừ. Em các bạn thấy không? Cái xếp có phình không? Nhớ là như thế này. Trong này một đường này thẳng ra này. Đều cho ai vậy không? Bên này cũng vậy này không các bạn thấy không? Cái tay của mình nó như một cái cưa vậy, nó thẳng, nó không có nhích nhích qua đứng qua lại. Mà cái dũa là nằm đâu nằm đó. Hình dung được không? Anh thích vậy. Nãy em đã cầm rồi. Dạ. Là lúc nãy giao cho mỗi người một cây dũa rồi. Dạ. Để cầm coi như là cầm dũa như thế nào. Đây nè, nhớ là đi giày. Ha. Chứ đừng có bỏ vô như vậy xong rồi dũa giày. Thật là dũa. Tới lui một đường thôi. Nay đi một, một đường thôi. Nhìn vô cái sóng này nè. Dạ. Nhìn đến giữa. Dạ. Nó nghiêng vậy là sai. Nó nghiêng vậy sai. Nhìn vậy là không thấy hai cái mặt này là đúng. Dạ. Đó. Thấy anh để không? Đâu thấy hai mặt đâu. Anh nhìn đâu thấy hai. Ừ. Nhìn thì chính giữa thôi. Nhìn cái tâm này. Đó, cái gân trắng trắng này. Đó, nhìn đó là đi ra. Một đường đi này. Dạ. Thấy một đường đi không? Còn mà nghiêng qua thấy là có nghĩa là nó hơi lệch. Đi như vậy là xa rồi. Dạ. Ha, mà nghiêng như vậy cũng không được nữa. Nghiêng vậy cũng được nữa. Nằm vậy cũng không được nữa. Dạ. Nằm vậy cũng không được nữa. Bắt buộc phải giống như vậy. Một đường đi vô. Đúng rồi. Dạ. Thấy không? Lệch cam rồi sư phụ ơi. Ok em. Dạ. Em về nhà thấy không? Đó, thì cái bộ móng tay này là mình làm 5 cái xếp khác nhau cho cả nhà, cho cả nhà học được ha. Xếp nào là xếp đó. Rồi. Mình sẽ chạy xếp nha. Ờ em về Nam là vui quá rồi. Thấy mà thèm luôn á. Mùa này về quá trời. Người Việt của mình 2 năm giờ bị ứ á phải không? Về không được đó. Giờ bây giờ về về chơi cho nó đã. Ừ, thợ tôi nói tụi bay bị ứ 2 năm rồi đúng không? Thôi, giờ tao nhắm mắt tao làm liều. Có nhiều thợ làm nhiều ăn nhiều khách vô mà có chờ được chờ chờ không được thì làm ơn. Chịu thôi ha. Ừ, chứ giờ sao chứ giờ? Sao giờ làm đứa sao giờ? Ứ nó không cho nó xả là nó nổ luôn á. Trời ơi, nó về có 3 tuần mà nó cũng về đó đó thiệt, thấy ác đạn hơn không? 3 tuần. Ủa 3 tuần là cũng ừ. Nó nói nếu mà anh không cho đi làm đi 3 tuần sao? Nó nói ơi, muốn làm gì làm đi. Sao mà thấy hạ tung quá. Ủa vậy đó ha. Dạ. Qua cũng bình thường à, có bị đâu có bị ấy đâu ha, đâu có lúc này cũng ok rồi. Mình qua là trước khi mình đi rời khỏi sân thứ nhất mà mình phải thử. Phải thử trước đúng không? Tại Mỹ Mỹ nó bắt thử. À. Giờ đây khỏe hơn ha. À đúng. Mỹ nó dễ. Tại vì biết sao bên đây ám chích hết rồi. Sợ những cái khâu mà đụng tới hải quan rồi nó mua tiền mua đồ mình thôi chứ không sợ gì hết. Không thấy à. Có cần lấy đồ dụ em không? Dép hay cặp chân gì không? Dạ có thì em mua. Tại vì em không có lấy cái đồ dụ em mua đồ dụ thì lấy đồ dụ. Thôi, còn lâu có mua hãng sát, hàng chế bèn hoặc hãng sát. Rồi đó. Tại rồi, muốn chơi thêm đi. Bộ chi sò hôm nay đang sale đó lấy đi. Hôm nay là sale này bà con ơi lấy đi, không thôi là ngày mai hết giá rồi. À đúng rồi, lấy kim để nó hết bình. Lấy kim sao đó. Nó ok. Màu nào? Màu trắng. Nó không màu trắng hả? Màu trắng em lấy solid 24 nữa. Hay là America nhìn. Nó hết bình. Thử đi. Nó không rồi. Cảm ơn. Hôm qua giờ chắc cũng hiểu. Ừ, cái đèn nó cũng last long á. Nó mà hôm qua giờ mình không xài nhiều tại vì mình deep không à. Đây là bộ đầu tiên đắp bột này. Từ ngày hôm qua tới là giờ. Không? Hôm qua là deep bóp không á. Vô là bóp không. Bữa nay em khai trương mở hàng. Em là khai trương cho anh á. Dạ. Khai trương được. Anh chị ở Boston vô coi nha. Anh Hoàng chị rất là tỉ mỉ. Chị lát mình đeo này tiêm không mất hết 6 chục hả?
Bộ này hả? Giờ nó giá cao cao xíu cho đỡ. Bao nhiêu á? Những bộ già đi là cỡ bao nhiêu? Tùy khu chị. Khu đúng rồi, nhưng mà dạ. Dài này là phải từ 70. Cắt mấy ngón cũng phải 70 nữa. Vậy là ngon, boss định làm neo có giá. Tùy khu. Ừ. Mà thứ nhất là bụng màu là cao hơn không? Đúng ra là mình nói tới bụng màu, mình thấy nó mới, nó cao hơn chứ nó sướng hơn rất nhiều. Là bụng màu dễ hơn. Dạ. Là một màu sướng hơn nhiều đâu, nhưng mà điều nó đẹp, đẹp hơn nhiều, sướng đẹp hơn nhiều, dễ là không có dễ. Đúng rồi, tùy màu, nói chung là 100 thằng tính tình thì mình phải hiểu được nó. Nhưng mà làm được thì nó rất là sướng. Mà mẹ cả hàng bị đắp nó, mẹ đem nó đắp nó. Trắng thì thường là ngắn ngắn, cũng có điều gai mà có. Ừ, mi trắng thì đa số là nó thích ngắn hơn thôi. Nhưng mà cũng lạ cái bên Utah chỗ theo mì á, khách nó trắng không á chứ. Ồ vậy hả? Ủa, anh thấy khách nó trắng không đâu, có con đen trong đó đâu. Ba màu người ta, tại khu đó có nhiều. Không, khách của nó toàn là trắng không. Lâu lâu có một hai con da ngâm ngâm thôi. Còn đa số là chất trắng. Bao nhiêu là trắng hết. Mà thấy không? Nó là toàn là design không, móng dài không. Lạ. Chỉ có đắp bột sau khi dài dài design nó mới tôn lên nhiều hơn, thấy đẹp. Đúng chứ rồi. Móng ngắn design cái đơn giản. Đúng không rồi. Có lời quay hiếu tình cho anh có rồi Trung ơi. Làm neo không biết đắp bột là dở. Cuối tháng năm. Em phải cố gắng. Bởi vì anh nói là anh sẽ dạy cho em cái là cái basic nhất của em đây nè. Hết tất cả nè. Biết tâm. Bên chị xem mì á, chị bốn á, vô hả, làm cái gì? Chỉ mới biết làm tôm rầy thôi, là bèo ở trong đó ở gì, hoặc là chiếc sơn màu thôi, đắp bột sơn màu phun xét thôi, là chỉ là thở bình thường á. Ở bên đó đa số tiệm đó, tiệm theo mì nó làm yêu cầu kỹ thuật cao. Tại bên đó nó chơi ngắn gì. Coi là muốn dài không, chưa biết làm, không biết làm gì, mới phun xét thôi, sơn treo hả, là mới hỏi vậy á. Sơn phun xét và sơn treo mà hỏi thì là hiểu rồi đó. Thêm mì là ở chỗ bán nào? Nhưng mà ở vô ai vô đó học thời gian, làm thời gian tay nghề lên. Dạ, cũng lên. Phải có người giỏi nữa. Tay nghề lên hết. Good morning em. Mình nói bạn giỏi là mình mau giỏi. Đâu giữ bộ. Bình thường thì mình bình thường. Tốn không phải là đi mua lấy mùa gì. Không anh xui nữa, vô không cái người đó chia sẻ hay không. Đúng rồi, nó biết chịu chia sẻ hay không. Chịu chia sẻ hay không. Giỏi mà chảnh đâu, làm cho mình đứng coi. Đó, phải chịu đi học. Giờ sướng, neo rồi. Mấy tháng năm là biết làm buôn xe tập một màu đùm lum đó. Như lên mạng online như. Đúng rồi. Chị học mạng hai thôi, chị đi học ở ngoài nó tới 10. Chị học ở ngoài nó cái giá trị. Dạ dạ. Thì đó em nói vậy. Đây này nhìn những thực tế thôi, thật cẩn thận. Thấy được, feel được. Ừ. Dạ. Việc thật. Mà thường thường họ nói tay bị đen là dễ đắp hơn tay bị trắng. Cũng tùy theo à. Nó đúng ra là tay mà dễ đắp nhất là người mẹ á. Người mẹ là dễ đắp nhất á. Tay nó không khô, vừa đủ. Mi đen thì nhiều khi cái móng nhiều khi nó to quá. Nhiều con móng nó quá lớn luôn. Còn mi trắng thì nhiều khi nó hơi bị nhỏ. Giống tay chi nên là dễ đắp. Nhưng mà tụi mẹ đó, có gì mà là tay nó vậy mà dễ đắp. Lần đầu tiên em mới đặt 10 cái bộ móng bộ cái đó. Người Việt á, mà tay nó cũng da dữ lắm. Đúng móng rồi. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà tay nó cũng nhiều nước da dữ. Cái đầu dũa này có tên là gì anh? Đầu dũa này anh đang testing thôi, anh chưa có lấy về. Dạ. Yeah. Nhưng mà anh nghĩ ở đây có cái loại này có thể là gần giống có, này. Có cái cây đó. Cây này có. Đó, cái này là cái file thôi, anh mua cái này là cái file. Cái đầu dũa trước dũa bột. Ừ, thì em đầu dũa này thì đây có cái cây đó đó là cây này, đây là cây này lại nãy đang dũa đây, là cây này đây, cho em một cái để hỏi em quên. Cái đó là mình chạy mịn hay là cái này là phá phá mà có thể là chạy
không muốn chạy finish cho chạy finish cho bột xong. Ừ, chạy finish cho bột rồi bỏ gel thì ok. Cái này là phá bột. Chạy cuticle hả? Ý hay là chạy cái đó chạy cuticle. Cho dip thôi nha. Ừ, cái đó chạy bột thôi, chị hồi nãy thấy chị chạy ảnh chạy bột trên món này. Rồi tiếp theo thì xài cái đồ vũ đó. Ừ. Thì lúc nãy là anh chạy thằng này nhá. Là phải này không? Rồi đó đó, đó, đó. Còn khi vô khi mà khách vào tiệm có bột mà sử dụng cái đầu này để phá bột cũng được luôn hả? Cũng được chứ. Được, phá bột phá gel thì được hết. Còn khi mà móng bột mà nó dày quá thì em kiếm cái đầu vũ là cỡ này này. Cỡ này. To như vậy này em phá thì đỡ hơn. Nó lẹ hơn chút xíu. Nhưng mà thường mấy cái đầu to đó mình chạy nó văng không anh? Không. Không. Nhưng mà như này, đây không, 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 không. Phá là phải có một cái chiêu của nó. Đây. Thằng này nó phá là không có bao giờ mình phá bột bằng cái kiểu này hết tất cả. Phá và kéo cái này không? Kéo xuống. Kéo mà chạy maximum luôn. Mình máy em nó giống như ông địa. Không, nhớ. Nhớ là phải chạy maximum. Phá bột là phải chạy max. Nếu mà mình không chạy max á, mình kéo bột nó không đi, nó không smooth. Mình nó ương vừa dở đó là nó hơi bị dằn. Mình để cho nó chạy maximum luôn, nó càng max bao nhiêu thì cái 30.000 RPM mình trên đây mình kéo. Kéo, kéo, sạch hết. Dăng đi hết. Cỡ nào cũng dăng hết. Nó có bị nóng tay không? Không. Mình maximum đó. Không, nó càng mà càng càng chậm lại nó mới là càng nóng tay. Tại vì khi mà nó nóng á vậy á, nó kéo cái bột chạy, nó ăn, mình không cần phải đè đâu, nó tự động nó kéo, nó ăn. Ừ. Nóng cũng do cục đó nó lột quá. Ừ, thì đó. Ok em bye anh nha. Ok em cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Chị. Bye em. Chúc chị tiệm càng ngày đắt khách nha. Bữa nay em cỡ gì đó thôi. Còn mấy cái kia thì chị vô máy không? Vô máy giùm em đi. Rồi chiếc xe em nhỏ em cỡ nhiêu đó là đủ rồi. Rồi lấy giùm em 10 thùng đậu đó chạy ngon. Ngon đó, thầy anh đang tính lấy cái này về anh bán này. Anh thực sự đang test thôi. Anh coi có nó ngon cỡ nào vậy đó. Rồi anh coi có nó bền cỡ nào vậy đó. Tại vì nhiều khi nó ngon mà nó không bền là lấy về mình bán cũng có vấn đề nữa. Em xài cũng 4 tháng, 3 4 tháng. Nó có nhiều công ty làm đó. Dạ dạ, anh mua là cái sản phẩm của công ty đó. Dạ, đúng rồi. Thì đâm ra anh lấy nó thử vậy, anh chạy, anh giờ anh đi test nè. Hello Morgan em. Này đúng dành cho mấy người mới luôn là thích lắm. Đúng rồi, nó không có đĩa ướp da nè. Dạ, ngon lắm. Em thấy nó êm. Em mới đổi qua thì nó hơi khó tí xíu nhưng mà chừng tuần lại cảm nhận nó đã. Sạch. Dại sạch tròn. Xích tự. Good á. Cái đầu này Hemi Lê Han không có nick là ăn tới. Mình có thể xài trên đếp luôn. Được, nó lột tí xíu. Ví dụ nếu mà nó xuống lột tí xíu xài đếp thì nó bay nè. Nó bán quá chạy thì nó bay. Thường thường thì đa số là xài cho deep. Nếu mà mình xài đầu dũa thường thì mình nên xài cái loại lục nhất có thể. Xài nó thời gian nó lục rồi. Một lục xuống mình chạy. Deep mà không có nhiên độ. Đúng qua ở chơi lâu rồi mới xa. Dạ 11 giờ rưỡi. Mình vẫn dạ vẫn dậy sớm. Còn nó dốc chút xíu à. Anh Nghĩa hả? Nghĩa ông lắm dễ thương á. Hãy vô họp với sếp quá trời, vô cái ngồi nói chuyện như hai người gặp lâu chi kỷ lắm. Vậy đó. Vô hai người nói chuyện như lâu lắm rồi. Về chưa? Nhà cô gì cô bạn cô bạn hả? Cô bạn thì cô gì đó. Chị hôm qua sáng làm đó. Cái người mà đầu tiên ha. Cũng ở đây gần đây. Làm chung em. Bắt ở đây. Bắt ở đây. Em sorry. Different from before the brand is cool. Another one is this one is more clean. It means that when you apply on, you put in UV light.
Cái đó ra dip ombre đó, làm ombre đó. Mình rắc, còn không thì ví dụ giờ này nó không cần phải. Ví dụ bây giờ khách nó vô, nhiều con khách đó, bây giờ có nhiều con khách đó, nhất là những con bà già đó. Bà hơi khó chịu về vấn đề là thọt tay vô trong một cái hũ bột đó. Thì mình không có dip vô móng tay vô người ta mà mình làm như vậy nè. Mình để bột ở trong đó. Rồi cho những bột nó dơ đã đổ ra đây thôi, xong rồi xong. Okay. Vậy thôi. Nó không mà cái bột này mình vẫn còn xài được, tại vì cái bột này nằm trên cái móng thôi chứ không nằm trên da. Thì mình vẫn đổ ngược lại chúng ta mình xài được. Thì đó. Thì cái đây là cái cách mà để làm cho những người mà người ta không có muốn thọt tay vô trong cái hũ bột được dip. Thì đa số Mỹ trắng thì nó đồng ý về vấn đề này. Hôm qua mình làm live đó, mình chia sẻ ra thấy toàn tụi Mỹ trắng thích không? Nó rất là thích về vấn đề này. Đó. Thì mấy người già đó, tại vì hiện tại bây giờ có rất là nhiều người già, người ta không chịu dip nữa. Người ta sợ thọc tay vô trong cái hũ bột đó. Đó, thì mình đưa lên mạng nó thấy bị lây bệnh. Mấy tại vì giờ bị mấy cái dịch tùm lum này, tụi nó lo nè. Đó, thì nó lâm ra làm ra cái này. Nhưng mà cái này làm ombre đẹp lắm. Làm ombre thì mình một cái mình đổ nó vô đây nè, xong là cái bột nó rớt xuống, rồi cái kia mình rớt nó rớt theo, cái là nó ra bộ móng ombre cực kỳ dễ và đẹp luôn. Mấy cái clip ngoài bốn bộ đây này, để lấy cái clip mình làm thử cho coi, làm ombre cho coi nè. Đâu rồi, đây là cây này nè. Không, cái cây này là ngày trong ngày đáng giá là ngày qua bán hết sạch rồi đó. Hai cây này là hai cây trong vali mới đem tới, tại đổi vô đây nè. Chứ hôm qua là mấy cây này là người, có người mua hết trơn à. Đây ha, bây giờ mình sơn lên đây nè. Nó làm ra ombre đẹp. Cái chai số 2 của đó của anh là vẫn là mình không xài, không cần xài của số 3 đúng không? Không có xài số 3 gì hết á. Nó tự động nó khô. Mà nếu mà muốn dùng nó làm số 4 cũng được nữa. Ha, rác một bên này. Rác hai bên này ha. À, bóp vậy thôi, nó ra thôi. Phủ đi mấy cái. Mình làm chừng 2 lần nó ra, 3 lần nó ra ombre liền. Thấy không? Rất là dễ, nó đổ xuống là ra ombre thôi. Nó không có bị đây các bạn, bạn thấy không? Nó không có bị bay, thứ nhất là nó không có làm mà. Nó không có bị các bạn thấy không? Đó. Một cái này ha. Và bên đây mình bó cái bên này nữa. Nó không có bị bay bột tứ lung tung. Giống như là cái đồ bóp kia thì cái bột đó nó bị đúng, bay ảo ảo, bay cái bụi nó bay ra nhiều lắm. Thằng này nó không có bụi. Thằng này nó chỉ rớt xuống đây lại thôi. Rồi, này nó ra. Thấy không? Yeah, cái đó là cái là ombre cho mình. Màu nào cũng làm được hết á. Đa số mà bây giờ người ta làm trắng hồng nhiều thì làm hai màu trắng hồng thôi. Vậy đó. Ombre đó. Bóp cái ra. Thì cái thằng này nó các bạn ơi. Mua xài. Thì đó. Đây. Hai cái đó là hai cái nghe. Hai cái đó, hai cái cuối cùng. Cho biết giá luôn đi anh. 18 đồng cây. Hôm nay chứ ngày mai là hết. Tại ngày hôm qua có nhiều người mua mà cuối cùng không còn nữa đó. Tại hôm nay trong hai cây đó, trong vali lấy cầm qua nó đúng ra nó còn lại. Với lại thu điếp cắt nó, người tập tình không đùn đùn ăn chung nhận bột ăn ra rất đều trên móng. À. Mê anh làm leo quá. Hello Châu Lê em. Do you dip in powder?
This friend, you see, he can do acrylic. Acrylic, you know, and dip at the same time. Acrylic, same time, yeah. Oh, yeah. I have this friend. Yeah. It's just today is a slow day. So we have 10% out. Everything, powder, liquid. Có một cái nữa như vậy ha, ví dụ sếp mình cầm khách, tay khách là giống như vậy, okay. mình vỗ sếp, mình để cái vỗ nằm ngang ra đây này. Nhìn thấy không, lấy từ đây này, lấy từ đây này, nhìn này, thấy chưa, cái vỗ nằm không, cái này cái mặt vỗ và cái móng nó tiếp xúc với nhau, vỗ này, thấy chưa, cái chiều này rất là quan trọng, bắt đầu từ đây này ha, bắt đầu đi ra này, thấy đi không, tiếp tục đi ra này, 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 đi ra tới ngoài này, chỉ áp dụng cho một cái dạng móng que. Thì bây giờ này, móng nào cũng vậy hết, móng que và móng coffin. Yeah. Thì bây giờ mình thấy mình đi ra, từ giờ mình đi ra, mình thấy cái chỗ này nó không ăn không? Đúng. Có nghĩa là nó bị lõm vô rồi đó, đúng không? Yeah. Nghĩa là bị lõm vô, bây giờ mình trở lại này, lên đây này, tiếp tục này, cái tay mình nằm ở dưới này, để mình biết là mình biết là mình đi như thế nào, nhẹ này. Tiếp tục mình đi ra này, này mới à? Tiếp tục mình đi ra này, tiếp tục mình đi ra này, à thấy chưa, là mình đi ra tới ngoài này đúng không, nhưng mà mình thấy chỗ này nó vẫn còn chưa ăn, cứ nghĩa là bên này nó bị lõm, tiếp tục đi tiếp này, yeah. Đó. From solid products and OM. Cái bộ nó đều, nó đều từ trên đây đều xuống, đều rất đều. Thằng này thì thằng này cũng vậy thôi, thằng này nó cũng là vậy. Qua này. Đều giống nhau. Lay sky, you can do this, but no. Yeah, some brand don't have it. Yeah, this is dual. That's why, yeah, this is all the nude color for people, but you know, spring. Okay. They have whole set of solid. Okay. It's over. I think drop in 200 right now. Color right now. Yeah. Lại tiếp tục này nha. Này ha, con này cầm này ha. Khách kêu khách bóp tay vô. Bóp tay vô, bóp vô chưa? À, bóp nhẹ nhẹ vô này. Yeah. Em chỉ yếu không? Mà con chú ý này ha, đây này. I get for you the neon one. Can you see it? Just a neon. Hello. What are we doing? Yeah, he have a two demo for Giso brand. Dipping and acrylic. You didn't do it either. Oh, it's both, huh? Yesterday, yeah. Yesterday, all day I do dipping, all day yesterday. Today is the first set that I do acrylic. So, but you can just use the same product. You can do any, either way. Yeah. Yeah. Tiếp tục lại này ha. Đi này ha, đi ha. Hồi nãy mình đã vuỗ trên bằng cái đầu vuỗ rồi, bây giờ phải làm trên cái này là cái finish thôi, nhẹ nhàng thôi. Tác dụng của cái này là làm cho cái móng mình nó smooth ha. Đúng rồi, cho nó đều. Yeah. Em thấy này đây chỗ này cảm thấy này nó có đều không? Nó không có đều nữa này. Yeah. Trên đây cũng không có đều này, thấy không? Vũa không đều. Yeah, bây giờ anh chạy về rồi. Em sẽ coi ra nó sẽ ra rất là đều. Anh thấy em chạy không? Cái này là hơi technique chút xíu thôi. Yeah. Nhưng mà thực sự ra em mới thì em cũng muốn làm hay không làm thì không sao, đâu mà em cần nên biết cũng được. Yeah. Để em hiểu thôi. Em thấy này nó hiệu quả đấy chứ. Này. Ôm vô này. Cái này thì nó làm ra thì nó hơi bị lâu đó. Yeah. Yeah. Thì quay lại thì nhìn từ cái góc xấu nhất. Vỗ cái đó thì mới thấy cảnh đẹp. Okay, rồi xong đó mình bóp vờ thôi. Đang thăm mâu ấy, đang thăm con bé ấy, mâu lại nhà, đang được thật coi bạn nhà cho khi đi cái đồng tật bóng.
con nó mà anh nhìn ớt thì mình bật nó. That's all they have. Hãy chắc mình mới chân nó thì đi nè. Bà này dân bởi mình chắc mình bởi 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 ở đây hình như là cái tụi mà tụi Albany đây nó sống đây nhiều lắm nha, phải không ta? À, người gì? Nó giống như là nó nằm bên Middle East, gần tụi Albany. Lúc mà trong khách sạn nó thấy mấy đứa mà lên ấp phòng, mấy đứa làm việc đó toàn là người Albany không. Ok, xong rồi nha cả nhà, phủi bụi đi thôi. Rồi sau khi mình phủi bụi đi thì mình mới sơn tháp lên cho bà con coi. Và... ok. I want to take this all. All the neon. And but do they have a regular color for gel? Not yet. Coming out soon. How about regular? Yeah, same. The gel, the regular coming soon. But they don't have it yet now. But it's coming. Yeah, it's coming. Mấy cái da, không thấy mấy cái da nó ra, nó lồi ra cái đó. Dạ. Yeah. Ừ. Chuyên bên đây cho nó sạch cái đó. Cảm ơn. Rồi xong ha, rồi mình nói từ bụi đi. Rồi sẵn thấp lên thôi, xong. Cái già nằm trong đó. Dạ, cái này đầu vũ này là vũ da. Ừ, cho nó văng đi rồi ha. Ừ. Nó không ra được thằng này, nhưng mà thằng này mấy cái da cứng này cho đi hết rồi. Dạ. Ha. Sorry, tại đó vậy không cắt giật tay. Ừ, sao đâu có nhiều người đâu vậy, để đây nè ha. Dạ. Ha. Dạ, tại vì cắt ngày sau nó bị ê. Nó bị văng ra đó. Dạ. Đó, anh theo. Cho nó chăng da dạ. Chết đi hết. Coi mốt tự làm show luôn. Tại không nổi đâu. Form móng này ta. Cái form móng nó, anh nói với em á là cái bộ móng tay của mình nó quan trọng nhất là cái form móng. Yeah. Cái cuticle đó. Cái cuticle, mà cái cuticle trước của em mà nghĩ cái móng của em sau khi mà gắn móng giả lên, đắp bột lên nó sẽ bự rất là thô, nhưng mà sau khi về gần con tất mà thấy đâu ra đó hết. Dạ.
mình sẽ sơn tháp đây này. Dầm chi sô mình không cần base hả anh? Không, cái này double thì em không cần base. Dạ. Yeah. Ừ. Thoải mái. Base thì nó chỉ giúp cho good cho rim nail thôi. Dạ. Bột thì đâu còn gì nữa để bỏ ra. Ừ. Sao? Ừ. Thoải mái, cứ đắp, đưa lên là xong. Sơn đều ha. Dạ. Này là nước bóng sơn treo. Ừ, nước bóng thoát dạ, rồi. Dạ. Thoát. Cái thằng thoát này được cái nó không có bị vàng nhiều. Mình có sử dụng chùi sau khi không có chùi. Em sơn xong là em xong luôn rồi đó. Dạ. Em muốn biết nhiêu tiền một chai. Chai này anh không biết thì trong đó bán, nhưng ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều là sale hết. Yeah. Ừ, giá bao nhiêu thì cứ được sale được 10% là phải. Chai cái chi sầu top là nhiêu vậy ấy? Nắp đèn chứ. Chi sầu top nắp đèn á. Chi sầu top. Dạ. Chi sầu top 800. Rẻ. Lấy cho em 2 chai. Là 127 đồng. Dạ. 2 chai. Dạ. Có B không anh? Có chứ. Dạ. Lấy cho em 2 chai B, 2 chai bóng. 2 chai B màu xanh á. Dạ. Đây này không? Lát đây mình này cái hộp tròn được luôn á. Rồi cái đó ngon lắm ạ. Chắc lắm á. Dạ. Làm cũng được. Ừ, cái này mà nếu mà em muốn làm cái em muốn làm gel men kia đó. Dạ. Em làm base nó cũng được nữa. Thí dụ gel men kia em có hay bị cái problem mà bị lift. À, nó bị giật cái móng là bị giống như sơn che sơn bê treo xong rồi sau khi sơn màu lên nó bị rút. Ồ, cái rút đó là tại bị treo rồi. Bị treo. Ừ. Yeah. Lại có là tại treo. Hai bê hai thóp á chị. Dạ. Hai bê hai thóp. Yeah, là sơn treo bình thường phải không? Dạ, bình thường bình thường. Cái này liquid treo bình thường, còn này là base. Bê, màu xanh là bê. Đúng rồi. Dạ. Rồi bỏ đèn cho anh đi. Cái đó nào xài nào cũng được, treo hay là bột cũng được. Dạ. Rồi, mai được. Anh đang làm cái pink and white này là solid 71 và màu glow tuy nha, cái này là glow này đó. Hoặc là em lấy cái màu American cũng được, hoặc là cái màu solid 71 cũng được. Nha. Thôi. Chai si chỗ thấp trắng là chai đen khác nhiều không anh? À khác em ơi, tại vì cái chai này nó chai trắng này là em không có dùng cho gel men kia được. Chai đen thì em dùng cho gel men kia được, chai trắng này nó chỉ dùng cho bột thôi. Chứ không phải dùng cho chai men kia, nhưng mà chai đen thì em dùng cho men kia hết tất cả. Tại sao phải vuốt hai bên mép? Thôi vì cái gel nó chảy ra, nó làm mất shape của em. Em thấy chưa? Em thấy cái shape nó bị chảy ra không? Em không vuốt là nó bị mất cái shape. Cái shape nó bị bè ra. Đó. Rồi, bây giờ anh sẽ làm bông tuy đi cho em. Mà con chờ xíu nha. Nhà ở tiệm em xài gel OBI mà lý quyết đó là xài nước bóng này được không? Giống như gel OBI bình thường nước á, gel sơn gel á. Gel gel thôi. Dạ, sạch sơn nước bóng này đúng không? Đó. Em nghĩ chắc được nhưng mà thôi là có vậy. Dạ. Nếu mà muốn ăn thì cái chai này là nó cho cả hai luôn cũng được luôn. Chai này là chai mới nữa. Mới luôn. Yeah. Mà nghe nói chai này hơi vàng dành cho những cái màu trắng thôi. À. Còn mấy màu khác thì ok hết.
sẵn để em mua giùm. Nếu mà muốn thì mua thử một chai hay chai thôi. Dạ, mình mua giùm tại vì tóp theo không cần chùi. Đã này. Ừ. Đã chắc này. Cái này cũng không cần chùi luôn. À. Aceton lấy rồi. B. Lấy rồi. Ấy thì mua thử một chai hai chai thì thích thì mua tiếp. Em ở tuốt bên kia đi ở sân bay xa. Xa đi xe bus. Hai chai. Dạ. Cho nên em phải hỏi chắc chắn là. Nào? Chị phương nào? Em chỗ Xbox Tân. Xbox Tân hả? Dạ. Phải đi từ lửa rồi. Nó không lên là đó. Dạ. Để chưa làm design. Dạ. Nó đi design. Anh làm bột lâu rồi, anh giới thiệu cho em cần mua cái đầu giữa nào là chính. Chị muốn làm cái gì? Ví dụ như chị là muốn chạy sạch hay là làm sao? Chạy cuticle là cái nào? Cái nãy anh mới thử. Em thấy cái này cũng ok nè. Cái này là trước cái này, là khóa phá bột với lại sau khi mà đắp bột xong rồi giữa. Cái này là cái như là nãy anh làm bông tí đi mình bỏ vô cái thằng này đi. Nó dày. Mình phải chạy trước đỡ giữa. Dạ. Còn chạy mịn thì cái cây kia. Dạ. Tên tên tên. Cái này vô đi. Đó. Em làm màu quai hay bị mất bột cách em khắc phục em để kia lên anh hép em. Em làm màu quai hay bị mất bột. Mất bột là sao siêu cần em? Tại sao? Lý do tại em lại sao em lại mất bột được chứ? Mất bột là tại vì nhiều khi em làm hơi mỏng quá hay sao? Anh nghĩ là chắc em làm mỏng quá đâm ra bị mất bột đúng không? Chứ làm sao bị mất bột được chứ? Nghe ông siêu kỉnh. Đây hai cái màu này là low in the dark. Để em làm bông. Ờ, bye bye nha. Bye bye. Dạ, mình làm bông, mình hướng dẫn cho các bạn làm bông chút nha. Đây. Cái bông là nó 8756 với một cuốn sổ. Đúng rồi nào. Đây. Em bào bột thấy bột nó còn trên bóng không đều. Ồ, vậy là em có thể em đắp cái bột, em đắp bị hơi bị ướt á. Hello em. Hello. 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 Hôm nay có show đây, hôm nay. Ngày hôm qua là ngày hôm nay hai ngày. Yeah. Ừ. Sao có muốn là ủa, muốn làm gì không? Mới đi ra đó. Đây. Có nghĩa là em đắp bột hơi bị ướt đó. À, em siêu ấy rồi. Anh chạy ra rồi hả? Em nó ướt rồi đâm ra nó mới bị nó mới bị tình trạng đó. Em lấy nó lên xong rồi em thấm xuống mấy giấy chút xíu rồi em hắn đắp. La cho xong nữa hả? À. Hello Tamile. Trời ơi, người ta đang câu giờ để người ta làm ăn mà. Bạn có nước uống chưa? Có rồi, cảm ơn em nhiều. Có cà phê rồi. Dạ. Uống cái gì không nè? Uống đi em tự nhiên. Cảm ơn em nhiều. Tại mấy. Có anh đắp bông nổi. Dạ, bông nổi. Nè, cái bông nổi này muốn đắp cho nó lẹ đó. Đổ cái đổ acetone vào đây. Khi mình đổ acetone vào mình để lên nó khô rất nhanh. Nhưng mà nó good cho cái bông TD thôi. Tại vì có nhiều người ta không hiểu, người ta khi người ta đắp bột đó, đắp nghìn ngón là người ta đổ acetone vào, nó sẽ bị bể. Nó khô quá. Nó khô nhanh quá, nó nứt bột. Nhưng mà làm cái bông này thì không sao hết này. Vậy là mình dùng acetone để mà mình chứ mình không dùng liquid. Có mình dùng pha liquid chứ. Mình pha 5-7 giọt vô trong đây. Mình làm thì nó được một cái là nó giúp cho cái nó giúp cho cái là nó mau khô. Nó mau khô cho mình làm. Tại vì nhiều khi nếu mà mình không bỏ vào đó thì thằng này cái liquid thì nó mau khô lắm. Hay là mình lấy một loại liquid mà khô nhanh á. Sola ha. Không phải Sola. Liquid mà khô nhanh mà của Việt Nam mình, liquid mà để ai cũng đắp bột mà để khô thì nó nhanh á. Liquid thường nó gọi liquid thường đó. Thì cái đó thì nó đỡ hơn một chút. Lấy lon bia cho anh Hoàng đi. Hello em. Lấy lon bia là anh để tới sáng luôn đó. Bột này không hốt rồi bột. Rồi bên đó gì chứ mấy giờ ta? Hả?
Bây giờ mấy giờ là 4? Ờ, 9 giờ mấy. À, 4 không hốt, ai ra hốt nó không hốt chứ ai hốt nó trời. Ha. Hai cái này là nó em đi chung. Không, em đây. Em chỉ đi coi thôi. Không phải đi chung mà đi coi. Dạ. Đi coi. Đây thằng em này nó siêng lắm. Cũng fan. Ha. Thịt mỏng ra là thấy chưa? 4 nghi nửa cân. À, cái này là tháp cốt ấy nè. Tháp cốt chai này nè, chai này. Bóng lắm đó nha. Thứ hai cũng nghĩ. Ừ. Giống như anh để cho tháp cốt xong rồi anh để bông lên. Hả? Đúng rồi. À, lúc nào cũng vậy hết, lúc nào em cũng lúc nào ừ. Lúc nào cũng vậy hết. À. Bỏ ấy xong rồi bỏ ấy lên. Cái này cái này thích này nó mà không chưa có đứa nào biết là không có bông này. Thì thực ra nó không có khó. Thấy, ừ. Cái quan trọng á là cái quan trọng là phải chờ cho cái mặt bột nó mờ đi, nó vừa đủ chín á, mình làm thì cái bông ra nó mới đẹp. Chứ còn khi mà cái bột mà nó chưa chín á, làm thì nó lại không bao giờ đẹp hết. À. Thì cứ như là mình cứ làm ba cánh thôi, mình có cái tâm của mình ngay đó, thì nó ba cánh nó nằm chung quanh đó đó. Rồi mình cứ đi chung quanh cái vòng tròn nó, cái bông lớn bông nhỏ đâu thành vấn đề đâu. Đúng rồi, cánh lớn cánh nhỏ đâu thành vấn đề đâu. Đó. Đều bơm vô ha, tiếp tục thả xuống để cho nó mất cái nước đi á, tại mình bỏ xuống đây để cho nó mất nước đi, để cho nó khỏi bị chảy ra, nó khô bớt nước đi. Nhưng mà mình phải lấy nước nhiều để chi, để cho nó đủ chín cục bột. À, tại vì có nhiều khi lấy nước ít thì nó không chín cục bột, phải lấy nước nhiều. Nhìn cái cánh bông nó không được mướt lắm. Đúng rồi, nó không có ấy. Nó bắt buộc phải lấy nước nhiều này, thấy không? Để nó vô này. Đó. Nó chín cục bột xong rồi, mình mới thấm xuống dưới đây để nó mới chảy nước ra. Thì mình giữ như vậy đó, cái bột của mình nó sẽ không có bị chảy đi tùm lum hết. Anh đọc không ra hả? Trời, em Ngọc mà anh đọc ra được anh chết liền luôn. Ngọc mà đánh máy, Ngọc mà đánh chữ Ngọc nữa mới là ghê chứ. Có ai mà bị Ngọc mà đánh máy ra Ngọc không? Vậy có mình em trên thế gian này thôi. À. Tiếp tục lại. Rồi cái giờ bây giờ có bên đây thì cái bông này mình thấy mình để nó nằm xuống này. Nó mạch nó hơi mờ mờ đi rồi, thế nó đổi màu đó. Khi mà mạch nó đổi màu đi rồi mình mới đè nó thôi. Đúng ra là mình cứ mặc kệ nó, đè nó vậy đó. Mình dùng cái bụng đó mình đè nó là nó muốn như thế nào, nó là tùy theo mình thôi. Đó, gieo này. Nè, cục này. Đó. Em trở lại xem. À, trở lại đi xem đi em. Chia sẻ đi. Trở lại xem mình chia sẻ đi. Chia sẻ cho thầy đi. Dừng lại 2 giây chia sẻ cho thầy đi. Đấy, tiếp tục. Cánh bông nó rất là mỏng. Ủa còn cái đầu chạy này là cuticle mình chạy cho treo được không anh Hoàng? Cái này hả? Cái thằng này thì đa số là chủ yếu là chỉ phá da đi thôi. Phá nước da chết cứng đó. Đẩy da. Cuticle cũng được. Anh sửa soạn ra cái thằng này. Thằng này được cái là thằng này rất là hay, cái là cho sau này bây giờ nó đang có cái phong trào làm cái kiểu mà Russian manicure sạch sạch đó. Đúng. Tiệm em tụi nó đương làm đó. À, rất là nhiều ha. Bởi vì em đang kiếm mấy cái cây đó để cây này nó chui vô này nè ha. Đó. Nó chui vô nó ăn, nó đẩy cái da dưới này lên này, thấy chưa? Đó, thấy không? Đó. Cái này nó đang được thiền hành làm theo kiểu đó. Đó. Thì nó đẩy xuống dưới này đi lên nè. Mà thấy tụi Russian nó đẩy như vậy xong nó dùng kéo nó cắt da mới ghê chứ. Cái đó khó lắm, cái đó mình phải đi học mới được. Còn trong đây có cái nào mà để cho mướt lại kia đi tù không? Đây này, thằng này thôi, thằng này thì chạy, thì thằng đó nó có hai thằng. Cái thằng này mai mốt là nó có một cái set của nó có thằng này rồi nó có thằng này. Thằng này thì nó đẩy cái da đi hết,
đẩy bung lên, rồi bắt đầu cái thằng này nó vô để nó đẩy ra, đẩy nó ra như vậy đó. Sau đó rồi thì mình mới có thể mình dùng kìm mình cắt nó cũng được, tại vì mình kéo cắt khó cắt lắm, kéo mình phải đi học mới được chứ không cắt lơ mơ chảy máu liền. Rồi sau rồi bắt đầu mới rồi sau rồi lấy cái thằng này chạy cuticle. Sau mấy thằng này lấy thằng này chạy cuticle. Không có peel lên nè. Không. Chạy cuticle sạch sẽ. Mình chạy cuticle cho nó sạch ra. Đúng rồi, chạy sạch sẽ và chạy trên móng luôn, không cần xài giấy nhám nữa. Ôi là cái hồi nãy có anh có ở đây có đó, ở đó giấy nhám này thấy không? À, không có cần chạy giấy nhám. Đó như vậy thôi, nhưng mà nó rất là sạch. Nó rất là sạch và nó sẽ không có làm cho cái móng của mình nó bị tổn thương. Chưa anh chưa. Đây một cái. Đó nó nằm ở bên đó. Có phải vậy không anh? Bữa nay em mở tiệm mới em lấy một set màu của anh cái tới dạy thợ luôn nè. Tới dạy thợ. Phải coi anh làm ombre ấy hay. Giống không? Phải cầm cái anh so thử coi. Cái chân kia màu xanh này màu đỏ. Coi. Separate this $8. Chào thợ mà nghe nói phải. Chân kia màu xanh này, chân này màu đỏ không? Cái này là khác. Cái này hơi bị bệnh hơn. Nó phải cross được thằng này nó màu ấy cũng nó smooth hơn. Nó smooth quá. Màu mòn. Con này chân chân này nè. Nghe nó tình như là đang order vậy. Tình đỏ màu xanh đó. Còn anh order đi rồi tới thì cắt. Không, anh còn gửi rồi. Còn đây nhiều lắm, ngày mai ghé tiếp. Dạ. Xe nhỏ chậm hết. Cái gì ghê vậy? Chụp cái này lại một cái nó chị ấy chụp này. Yeah, chụp lại. Chị ấy. Ông cái đó nó fine lắm. Hả? Nó fine lắm. Fine. Nó fine lắm, nó phải xanh mới được. Này lật được lên ha. Lấy không em rip son á. Cái gì? Rip son. Rip son á, ba tay 70 đồng, cắt cho small. Cắt cho son. Rip là mặt nó rất strong. Đập nè. Không có gì hết, chỉ có cái là cố như da anh thôi. Xích vô một xíu. Cắt phiên quay à, cái này anh lấy cái đồ kia anh cắt thôi à. Dễ lắm, phiên quay coi này mà dễ làm lắm mà. Ở đây tụi nước ngoài nó vẫn còn xài cái thằng CND nhiều ha. Em thấy em xạo quá trời. Để mà đúng rồi, Việt Nam mình là ít xài hơn. Nó đủ kiểu hết. Bên tiệm chị mình chơi kit đó là nó khách nó xài lá nó cái rồi, lá mình đưa cùng lên cái này cùng giống cùng treo mà nó kêu không. Mình vẫn đòi thằng xin đi hả? Yes. Đúng rồi, ở đây vùng đi theo vùng ha. Lâu rồi nó bắt đầu từ thằng cho nên là thở nó mới quay rồi. Chịu rồi. Nó thì nó chịu, nó thở cái ok. Mà mỗi lần cái bay, ngay cả cái bay nó cũng thợ cũng đòi phát mua của Cindy, mà bay giờ đâu còn hàng đó nữa. Thợ cũng khó luôn mà chứ thợ cái nữa. Mua cái đó mà đúng mình tháo ra công nhận cái móng tay nó rất là nó bung ra nó ok, chứ không phải giống như hàng bây giờ thì nó chắc giờ nữa. Nhiều hãng nó làm cũng ok lắm á. Mà thợ cái đòi mua hàng nó trời nhiên cuối cùng lại đây luôn. Con bé chứ thợ nó khó chứ không phải hàng là nó đâu ra cách khó. Mấy chị cũng lớn lớn rồi, người ta làm lâu rồi đó, mười mấy năm rồi. Thấy em này trên Facebook đang tiệm nào ta? Carnel. Hay thích nail hả? Carnel, tiệm Carnel của Nhật.
Ờ, của Nhật, Parinel, ờ, đúng rồi, của Nhật, của Nhật. Yeah. Ủa, mấy nay không thấy Nhật đâu ta? Bên, hôm nay em đi lên đó. Đi đâu rồi? Tại bận. Brighton. Dạ, Brighton. Đó, chị là bên em á, mở tiệm gần đó, đó, có tiệm gần gần đó. Em, Queen Nail hả? Gọi là Bell, cái gì? Tiệm nhỏ nhỏ, đối diện tiệm Nhật đó. Đó là Queen Nail. Là của anh, mấy chị đó là thương lắm, làm theo tụi chị là lâu lắm rồi. Wow. Để cũng để cho thợ lâu lắm. Nhật đây thì cũng 7 năm. Nhật hồi xưa nó có cái tiệm nhỏ, là sau này nó mướn cái chỗ gần mới đó. Giờ tiệm đó chuyên eyelash. Tiệm nhỏ này làm eyelash không? Dạ. Còn tiệm lớn nữa. Tiệm lớn. Dạ, dạ, họ nói anh Tài là Nhật. Em nghĩ biết, anh em thấy hoài. Tại vì bạn á. Ok. Hồi dạo này mới thấy mà. Nhật. Ừ. Ông không biết đâu đó. Trước hay vợ cũng làm cũng đẹp cũng khác. Dạ. Nay chưa sáng kêu gà đó chứ mà bà có hiện sớm quá thiếu thợ luôn. Lúc này thiếu thợ hay là không thấy bà ở đâu. Có đó khỏi bệnh sáng rồi anh. Kêu 9 giờ ra đó mà bà kêu 10 rưỡi có thợ rồi. Nơi đâu giờ cũng thiếu thợ. Không đủ ngành nghề luôn nha chứ không phải là ngành nail của mình không nha. Đủ ngành nghề. Ngành nào cũng thiếu thợ hết trơn. Ngành nào không biết tại sao ta. Không hiểu luôn đó nha. Tại vì gà chủ nhiều hơn. nhưng mà mấy ngành khác kìa, ngành khác cũng bị vậy không? Hay đó không? Đi. Ok rồi, bye anh bạn. Ok, bye bye nha. Cảm ơn. Chào chị. Chúc tiệm đông khách nha chị. Cảm ơn, chúc chị. Đi mai chào. Cái bông nhỏ nhỏ nhỏ, hai ba màu giống như màu pastel. Thật ra cái bông này làm nó chứ nó chỉ có khó cái gì đâu, là khó cái thời gian đó. Khó là lúc mà mình làm mà mình phải chờ nó thôi chứ không có gì hết. Chứ thực sự ra nếu mà mình làm mà mình có thời gian mình ngồi mình làm nó ra nó đẹp lắm. Nhưng mà cái là nó hơi tỉ mỉ chút. Những người nào mà thích tỉ mỉ thì làm thì được. Cũng dễ. 1-2 cái là nó ra rồi nhưng chứ không phải là nó khó gì hết trơn. Giống này là cái tỷ lệ cái bột đắp bột nhiều hơn là acetone. Nước nhiều hơn, acetone khoảng chừng 3%, 5% thôi. 5-7 giọt thôi. Nhiều quá thì nó lại không nó lại khô kịp được hết. Ừ, 5-7 giọt vậy thôi, xong. Đó, coi như là mình xong hỉ. Có một bộ móng tay, hai bông, học được hai cả hai, vàng. Quá đẹp. Cái ngón này không cần gì nữa. Không, that's it. Thì khi này khi em bỏ vậy là xong rồi, em không làm gì hết. Thấy cái top nó bóng không? That's the top coat right there. It's very shiny. Yeah. Em phải đổi hình nền Facebook quá. Chụp cái tấm hình là một ngón tay đổi hình nền Facebook có động lực làm. Ờ được, đổi đi. Lát anh đỡ chụp cái phone của em á. Dạ. Để anh chụp cho, anh không còn cần thì anh gửi qua cho em cho. Anh chụp giùm cho em. Anh gửi xong anh gửi qua cho em. Dạ. Quá đẹp. Tay em mà em muốn làm sao là. Dạ. Còn quá giờ mới làm bây giờ là chỉnh chua.
Đơn giản ha, màu solid 71 thì sao là 71. Xong. Phải đây. Không có làm nhiều quá thì khiến nó lại bị mờ, mất màu mè, nó mất đẹp. Đơn giản bao nhiêu thì đẹp được bấy nhiêu. Ừ, tại vì chủ yếu là tay của em là cũng là đơn giản thôi. Anh đắp bông 3D là làm thêm thôi. Nhưng ngoài ra là em không cần phải học bông 3D gì hết mệt. Cái quan trọng của em cần học là em cần học cái cách lấy shape. Ở cái cách lấy bột và cái cách đẩy da ra như thế nào để anh lúc mà anh làm trước khi anh đắp bột anh làm như thế nào. Những cái đó là nằm trong cái video này hết. Em về em sẽ coi lại hết tất cả những cái video anh đã làm đó. À, như vậy thì em sẽ dễ hiểu hơn. Rồi để em chụp cái này đi ha. Rồi mới đọc mình chụp hình ha. Bông 3D ha. Đẹp quá. Chiến này vịt thành Thiên Nga rồi chị ơi. Thay đổi luôn. Em sẽ đổi hình Facebook. Đổi hình Facebook. Để nhìn cái hình đó mình có động lực mình học. Phải được làm như thế nào, cố gắng đẹp như thế này nè. Nhớ là về nhà là phải học, là phải trả bài chứ phải là học là không đâu. Nói với cái gì không gì nó mình phải làm hàng ngày, thầy giỏi mình phải giỏi mình, như mình, thầy mình chịu khó. Mình làm thì mình mới học được. Rồi bây giờ chụp hình đã. Ok cả nhà, mình sẽ out cái video này và mình sẽ trở lại, mình sẽ hẹn các bạn vào cái video khác. Đây là cái màu solid 71. Công nhận phải nói là cái màu solid của bé của mình nó lên hình đẹp thiệt. Lên móng cá đẹp luôn. Thiệt là đẹp luôn. Thắng thôi hả, anh không còn hả. Thắng thôi hả, anh không còn hả. Cái gì ngọng? Ngọng nói gì về ngọng? Thắng thôi hả, không còn hả. Nè, bông TD này à, cả nhà ơi, đẹp không? Ha, đơn giản sẽ ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Chào chào, bye bye, hẹn gặp lại.